Nói đi. Ta con của ai? Anh ơi, ta con của ai anh ơi? Tí ơi. Tao cho tụi bay tớt, tao cho tụi bay tớt. Dạ ở đây xin tớt. Ủa tụi bay hết. Thua. Tao không qua đây tớt. Cho anh em lên đi rồi, hết đi rồi chạy lên. Rồi mọi người tự xử nha. Rồi tách hai chiếc chạy lên được rồi. Con chiếc nào cuối chạy lên luôn đi. Rồi lên luôn đi, lên luôn đi, lên đi, hai chiếc đó lên. Tự xử nha, tự xử nha. Rồi ok ok. Lê Đàm nè. Qua tập quá nè, qua tập quá nè, qua đầu tập quá nè. Ơi, tôi là bạn ơi. Ok. Anh Tâm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Thì anh đi mình à? Anh đúng rồi, anh đi mình. Chiếc tập quá, chia hai chiếc đầu hẻm xong, đúng rồi. Ok, rồi, để thông báo. Hai chiếc đi đầu hẻm gần cái chỗ không phá, dụng cụ. Xa xa ra. Chạy ra đừng cho nó ấy. Anh tấp xe gọn gọn vào kia rồi vào. Ok, anh cứ vào đi. À, mọi người nghe này, cẩn thận cái nóc nhà trên chỗ tu chốt nha. Là có mấy cái con xe máy đậu đấy á, có thể bọn nó lên đấy cho cao á. Ở Taco á. Megamon hả? Hiếu, Hiếu. Ngay trước cái cờ lê á. À ok. Đưa nó hỏi đi. Mới thấy hai chiếc xe màu đen là anh tìm chịu qua. Ở đây em lấy đâu vậy? Đây ba mặt một lời luôn. Tôi diễn cờ tu sốc. Chỗ mua đồng. Ồ quá, ồ quá, ồ quá, đi đàm đi anh em ơi. À. Tiếng súng rồi, nghe tiếng súng kìa. Nổ kìa. What? Chuyện gì đây? Súng vào ngay bên cạnh. Đứa nào nó ngoài kia nó nhiều chuyện lắm mà. Không phải tiếng súng không? Ông anh bắt đầu đi nhờ? Ai bắn đấy? Tiếng súng ở trong. Ông anh này. Vô. Từ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bậy bậy, có con bậy. Báo tùm lum. Anh tâm cô đi vào, thằng là gọi không được. Đang ở trong này nói chuyện với người ta mà. Điên. Ngồi đâu ngồi yên chỗ đi chứ. Rồi. Từ thôi anh em ơi. Ồ quá trời, xíu em vào đằng kìa. Rồi, như em gọi anh đang. Em nói rồi đó. Là bây giờ cho em hỏi. Bây giờ mọi người ở dưới sao sai làm việc ở cái khu Taco là mọi người làm như thế nào? Có thể cho em biết được hay không? Có phải là tao đã từng nói là tao thu một nhóm một hộp một ngày đúng không? Ừ. Rồi, đó là tại đâu? Ở tại Taco đúng không? Ừ. Rồi, thì tao có làm đúng như vậy không? Đúng không? Chính xác. Đúng. Rồi, còn cái việc mà tụi bay đi giao hàng ở đâu? Tụi bay đi qua hood của tụi family luôn, tụi bay giao đúng không? Ừ. Thì đó, tụi bay giúp, có giúp mặt nể mũi tụi nó thì tụi bay có gửi cho nó ít tiền đúng không? Rồi anh cứ nói hết đi. Thì tụi bay đi qua khu của tụi nó, tụi bay vô nhà của tụi nó, tụi bay đưa hàng, đưa cái chất, những cái thứ đó vô trong nhà khu của tụi nó thì đương nhiên nhà của tụi nó mà tự nhiên tụi bay hân hoan nghiêng ngang tụi bay đi vô, tụi bay có thấy nó hơi kỳ quá không? Vậy thì anh thu một cái hàng của cái Taco là anh thu là sao? Ý là cái hàng đó thu để làm gì? Tụi bay bước xuống sau sai của tụi tao, tụi bay làm ăn đúng không? Ừ. Tụi bay hả, chạy tụi bay đi chạy vòng vòng ở đây. Ừ. Rồi hả, công an nó để ý khu này thì đương nhiên tao đã nói rồi, ví dụ mà công an có chí tụi bay ok, tụi tao sẽ ra, tụi tao cản địa BD hay gì đó. Ừ.
để cho tụi bay có đường tụi bay thoát thân, tụi bay chạy, đúng chưa? Ừ. Rồi. Rồi, là anh nói khu sao sai, hôm bữa em cũng hỏi rõ với anh luôn, đúng không anh? Em nói rất rõ ràng với anh luôn là khu sao sai. Thì là mọi người giải quyết nguyên một cái khu sao sai. Vậy bây giờ, vậy ý là anh đang nói với em là bây giờ phải vô khu nào của người nào đó. Thí dụ em, hôm bữa mà em không vô khu bên family đi, mà em vô khu của anh đi, là anh cũng sẽ giúp mặt nẻ mũi giống vậy. Vậy thì nó đâu có hợp lý. Bây giờ anh thí dụ nha, em nói thẳng luôn, anh lấy thẳng một lần luôn, anh lấy 3 hộp cũng được. Rồi anh nói đó, anh lo hết nguyên khu sao sai. Chứ còn bây giờ anh nói anh lấy một cái hộp đó, xong anh lo cái taco. Rồi khi mà tụi em đi tới giao hàng, tụi em đi vô cái khu nào đó nữa, giống như hôm bữa em đi vô của tụi family đi, đi vô đó nó thu là tụi em phải đưa nữa, là thứ nhất. Thứ hai, ngày hôm bữa tụi em bi mà bị cái lần đầu tiên, em nó gọi em nói với anh rồi. Rồi tụi nó nói là em gọi em, bữa đó em có nói với anh rồi. Thì anh cũng nói là sao tụi này làm vậy kỳ vậy, mà giờ anh lại nói với em là vô giúp mặt với nể mũi. Vậy thì mọi người đâu cũng có thể thu nguyên khu sao sai này, mọi người chỉ thu mỗi cái taco thôi chứ. Mọi người chỉ làm việc và bảo vệ mỗi cái khu taco thôi chứ đâu phải là nguyên cái sao sai. Mà vấn đề là anh, em hỏi thiệt bản thân anh thôi, em hỏi bản thân anh luôn. Là anh có thấy nó kỳ không? Khoan, bây giờ em xin lỗi nha, nãy quên hỏi, hôm nay anh em bên Vagos là ai vậy ta? Đôi đây. Hai Sen. Anh Hai Sen, rồi. Đó, bây giờ em hỏi hai anh nè, em không nói chuyện với thằng này. Em giờ em hỏi anh, bây giờ thí dụ mà em đưa đồ vô khu của hai anh, là em phải tiếp tục vô đó xong em lại đóng tiền cho hai anh nữa. Không, rồi vậy hai anh là... Cái này để anh nói, cái này để anh nói Tâm. Ok. Cái việc mà muốn thu thêm cái phí đi giao hàng á, nó còn tùy từng bên đó Tâm. Như bên anh này là có hai con nghiện ở bên khu bên anh. Không bao giờ bọn anh thèm động gì đến cái việc đấy á. Bọn anh chỉ làm ở khu taco thôi. Và giao hàng thì mọi người thoải mái. Còn cái việc mà bên family muốn như vậy thì là family thu thôi. Còn bên anh nói thẳng luôn là bên anh vẫn nói đó là chỉ thu của taco thôi. Còn mọi người giao hàng ở trong bọn anh là đã bao gồm cái phí thu taco rồi. Ừ. Nhưng mà ý em đang nói đây là mọi người không có rõ ràng với em. Bây giờ ba người, nó là ba người lãnh đạo khu sao sai, là ba người chủ chốt nhất của ba bên của khu sao sai. Mọi người nói thu cái gói tiền gói hàng đó để bảo vệ khu sao sai. Rồi bây giờ mọi người muốn người ta đi vô trong đó lại tiếp tục phải đưa thêm mọi người một lần nữa. Thà là mọi người thu luôn một lần. Bây giờ á, thằng này cộng 500 đúng không? Mỗi lần vô nó thu 500. Thì anh cộng mẹ nó vô đó cho em luôn đi. Là một gói hàng cộng thêm 500 để cho người ta cơ dễ. Cơ bản là cái này phát sinh từ bên tụi nó. Cái này là cái phí của tụi nó, tao không có quản lý đúng không? Trời ơi, nhưng mà anh nói gì sao được? Nói Tâm nghe. Trước giờ là Ballard với Vagos không hề thu khi mà giao hàng. Đúng, em chưa bao giờ bị Ballard với Vagos thu, rõ ràng. Đúng. Cái em đang nói đây là cái cách làm của mọi người á, hai anh là hai anh lớn. Đúng chưa? Mà hai anh để thằng này nó đi ra nó thu vậy, vậy khác, mọi người đâu có làm việc theo cái tổ chức đâu, vậy mọi người làm đến tổ chức sao sai của mọi người chi? Sao sai là miền Nam thôi. Thì nguyên miền Nam đó. Đâu có quyền tác động vô cái gang của nó. Tổ chức, đó đâu phải là một tổ chức. Đâu phải là liên minh hay gì đâu. Vậy mọi người kêu là có miền Nam chi, vậy mọi người chia ra một cái góc miền Nam đó của mọi người chia ra chi cho mắc công, trong khi đó là mỗi người bên vậy chia ra làm chi, làm việc mỗi người làm việc bên đi, anh làm việc bên anh, Ballard làm việc bên Ballard, còn này làm gì kể nó. Thì mấy mốt tụi em dễ làm gì không? Bây giờ em nói nè, giống như hôm bữa đi tụi em khó chịu nó đi. Anh khoan, em xin lỗi. Hôm bữa tụi em khó chịu nó đi, mà tụi em muốn đụng nó, tụi em cũng phải nghĩ tới nghĩ lui. Tại vì sao? Tại vì dưới này mọi người nói là sao sai. Mà sao sai là có ai? Có anh hai, có anh. Thì tụi em muốn làm gì tụi em cũng phải nghĩ đi nghĩ lại đúng không? Tại vì mọi người đặt cái tên sao sai, mọi người để ba bên trong đó vô cái khu sao sai, thì khiến cho người ta nghĩ là ở dưới này là ba anh em này làm việc với nhau. Nhưng mà mọi người làm nó không có ra, em nói thẳng nó không có ra một cái hệ thống gì luôn á. Vậy mọi người để cái tên sao sai chia khu ra làm chi? Sao sai ý đang là ám chỉ ở miền Nam. Thì tao đã nói rồi, nhóm nào là ra nhóm đó, không có kết bè kết phái. Mày có hiểu nghĩa ý của tao không? Không kết bè kết phái, vậy bây giờ mỗi ngày thu gói hàng đúng không? Đúng, Ballard thu gói hàng. Bây giờ nè, tao đúng, và tao có phân ra là nhóm nào thu thì nhóm khác sẽ không lấy nữa. Nhưng từ kể từ mà tụi tao có nói đã hợp với nhau, từ hôm nay tụi tao sẽ chia theo ngày. Ngày nào nhóm nào thu là nhóm đó thu, nhóm khác không đụng vô. Còn về cái việc mà tụi bay bước vô cái khu của tụi nào bị thu thì tao không liên quan. Tại vì sao? Tụi nó thu là chuyện của tụi nó, tao không có liên quan được. Hút của tụi nó, nhà của tụi nó, tao đâu thể nào mà tự nhiên tao bước vô đó mà tự nhiên
tao đụng vô chuyện gia đình của tụi nó được. Tại nói thâm nghe, sau cái vụ mà family thu tiền của bọn đi bên em á, thì bên anh cũng đã thống nhất, ba anh em nhà sao sai thống nhất được là sẽ thu cái phí bảo kê ở tour Taco ấy như thế nào cho nó hợp lý và cho các anh em ở khu trên đấy dễ làm ăn. Tuy nhiên cái việc mà thu thêm cái phí phát sinh 500 khi mà đi vào khu vực thì nó lại là việc riêng của từng băng nhóm. Và như Vagos cũng đã nói thẳng đó, là Vagos hai cái con nghiện bên kia muốn mua thì mua, Vagos không quan tâm. Còn cái việc mà em nói là family thu của em thì đấy là việc của family, thì family có muốn nói gì không? Thì hôm qua tụi tao cũng có nói với qua đại ca, tụi tao cũng nói chuyện với người bên này thì nói rồi đấy. Thì qua nhà tao thì tụi tao cũng phải có gì đó, nó chắc chắn là tụi mày sẽ không ảnh hưởng đến người dân ở trong khu vực đó. Thì tụi tao cũng nói đó, tụi tao thu 500 đô, tụi tao bảo kê tụi mày ở khu vực đó. Và vấn đề mày không muốn, ok, lần sau tụi mày đến, tụi tao thấy tụi mày, tụi tao bắn. Rồi. Bạn ơi, bạn nói gì mất nét. Nè, tôi nói chính xác lại cái lời mà của tôi với là thằng MJ ngày hôm qua nói chuyện. Thứ nhất là bạn nói á, bạn thu tùy hứng, là bạn thích thì bạn thu, còn bạn không thích thì thôi. Thứ hai, bạn nói về cái vụ mà vuốt mặt nể mũi. Tôi nói á, lúc mà tôi đi giao hàng, tôi đi 14 người, bạn chỉ có một mình bên bạn, mỗi một thằng MJ nó vô thôi, nó vô nó thu tiền. Tôi rất sẵn lòng, thậm chí tôi nói nó, rồi đây, hôm bữa tôi cảm thấy tôi làm cái chuyện vừa rồi, chuyện hồi đó với mấy bạn, tôi cảm thấy trong lòng tôi cũng hơi có lòng trắc ẩn chút xíu. Thôi tôi gửi mấy anh em coi như là tiền cà phê. Rồi bạn nó nói gì với tôi? Nó nói tôi là bây giờ mày vô khu của tao, mày khỏi cần phải gọi ai hết, tại vì mày gọi người ta xuống chưa chắc gì người ta đã bảo kê được mày đâu. Nói vậy chị, trong khi đó tôi rất nét luôn. Tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng, tôi gửi một lời xin lỗi là thứ nhất. Thứ hai nữa, tôi gửi mấy anh em ly cà phê uống cho nó qua chuyện. Nhưng mà cái cách tụi mày nói chuyện với tao nó khác. Cái cách mà khi mà tao tới tao nói chuyện với tụi mày á, tụi mày nói chuyện giống như là cơ bản là tụi mày ghét thì tụi mày thu. Tụi mày làm ăn như con cặc, tao nói như vậy luôn cho nó vuông. Rồi tụi mày làm ăn như vậy, nó không phải ảnh hưởng gì tới ai, ok, tụi tao đi giao hàng 500 ngàn. Nhưng mà tụi mày ảnh hưởng tới hai bên này nè. Tụi mày ảnh hưởng tới hai bên này nè. Ây da. À, ok. Tao nghĩ mày nên, cái tụi ba có tụi, cái tụi family tụi quay nên xem lại cách nói chuyện của tụi quay đó. Ok. Trời ơi, tụi nó dân ý đen mà, nó nói chuyện sao, sao khó được hả? Nhưng mà nó nói chuyện nó khiến cho người ta không hiểu cái ý của nó đang muốn truyền đạt, hiểu không? Đúng rồi. Có cái vấn đề là bên family nó diễn đạt với cả nói chuyện với cả Tâm như vậy thì thôi, anh không comment, thì cái đấy là ý kiến chủ. Đúng rồi, cái này là câu chuyện của em với nó thôi, không có liên quan tới mọi người. Còn cái việc mà là bên family muốn thu ấy, muốn thu 500 ngàn á, thì bên family anh nghĩ là family phải đảm bảo được cái an toàn khi mà em bước vào trong cái khu chung cư của bên family. Vì sao? Vì cái chung cư đấy nó on way vào phát là chết mẹ trong đấy luôn rồi. Thì khi mà ra vào trong đấy, family phải đảm bảo được cho em rút an toàn đi ra ngoài. Nếu family đảm bảo được như vậy thì anh nghĩ là 500 nó cũng xứng đáng. Thì đúng, rõ ràng em nói thẳng luôn, giống như em nói hồi nãy rồi, 500 một ngàn á nó không có bao nhiêu. Nhưng mà ý là bây giờ giống như bên anh với bên anh Đen đi, mọi người nói được thì mọi người làm được, là tại vì mọi người có lực. Còn mấy anh này nó làm, nó lấy cái gì ra để nó bảo đảm là nó đưa tụi em ra vô an toàn đây? Mà thiệt sự á, em đang rất là khó hiểu luôn. Mọi người ý là mấy anh em ở dưới này tại sao lại không thống nhất để làm chung với nhau được, mà cứ một bên này làm như vậy, bên này làm như vậy, xong rồi mấy anh này lại làm như vậy. Em thiệt em không hiểu là mọi người ở dưới sao sai này, mọi người làm ăn sao luôn á. Hiểu không vậy? Để tao giải thích cho hiểu một lần nè. Rồi, bạn nói đi, bạn đi. Thật ra sao sai là miền Nam đúng không? Uh-huh. Và trong đây nó có ba gia đình lớn sống. Thì tụi tao muốn đầu tiên á là tụi tao không muốn đạp chân nhau về cái chuyện ngay cái khu Taco. Còn cái chuyện là người ngoài đi vô đây làm thì nó là vô cái vùng đất của tao sinh, tụi tao sinh sống. Đi nó cứ đi hoài thì tụi làm
tụi tao làm gì mà làm ăn được, đúng không? Ừ. Thế là tụi tao quyết định là sẽ phải thu phế. Cái đó gọi là thu phế đất. Thu thuế. Đó là điều đầu tiên, là một thùng. Còn cái chuyện mà khi mà đi, tụi bay đi giao hàng á, tụi bay đi vô nhà của người ta, ví dụ bây giờ tụi tao đi giao hàng gì đó, tụi tao đi thẳng vô cái hút của tụi bay, tụi tao giao một cái món hàng gì đó, tụi bay thích không? Người dân của tụi bay đang ở trong cái hút đó, đang sống trong đó, hớp mấy thằng homeboy của tụi bay đang ở trong đó. Lỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Mày là người đứng đầu cái hút đó thì mày chịu trách nhiệm đúng không? Thì đó, thì tùy mỗi một cái gia đình người ta muốn như thế nào thôi. Bên tao với lại bên Ballad với bên Vagos thì tụi tao lại không có thích đồng lẻ. Còn đám này thì mày cũng biết rồi, nguyên một cái khu chung cư của nó là hai cái khu chung cư toàn là vô gia cư không. Mà cái con kiện ở cái khu đấy thì nó nhiều á. Ừ. Mà cái bọn cái khu bên family đấy nó đã nghèo, nó còn nghiện á. Dân nghiện ở đấy nhiều lắm. Bây giờ này để em hỏi chi tiết này. Bây giờ mọi người thu một gói hàng, thì cái mà mọi người lấy của tụi em là một gói hàng, rồi cái mà mọi người trả lại cho tụi em là cái gì? Là tụi bay được làm việc ở khu sao sai, tụi bay được thoải mái đi di chuyển ở trong đây. Đâu có thoải mái đâu, vô trong thằng này thu tiền mà, sao thoải mái được? Trời ơi, nó xin đẻo có mấy đồng lẻ thôi mà. Mấy đồng lẻ đó không phải vấn đề, nhưng mà cái vấn đề mọi người nói là thu một gói hàng để mọi người, để anh em đi làm có thể làm thoải mái ở cái khu vực sao sai. Nhưng mà vô tới khu thằng này thì lại không còn thoải mái nữa. Vậy cái khu này không phải sao sai hả? Hay là bây giờ mọi người nói thẳng với em đi, mọi người trừ con mẹ thằng lồn ra khỏi khu sao sai đi, nguyên cái forum drive của nó luôn. Vậy thì dễ tính à. Nói chung là nó vẫn là sao sai. À. Và cái cách nó, nhưng mà cái cách hoạt động gì, của tụi nó, gì đó của nó là chuyện của nó. Vậy là bây giờ em phải trách ngược lại hai anh rồi. Hai anh nói với em là lấy một thùng hàng để có thể làm việc thoải mái ở sao sai, mà bây giờ vẫn ở trong khu sao sai đó của anh, mà người ta làm việc không thoải mái. Vậy cái lời nói của hai anh có đúng không? Thì đó, anh nói đó, là sau cái vụ mà family nó làm hơi láo như vậy thì bọn anh cũng đã thống nhất lại với nhau về việc thu rồi. Và bây giờ sẽ là thùng hàng và sẽ không có thêm chi phí nào nữa. Ok chưa? Lần này là lần thứ hai à? Em tin anh một lần là anh đen. Sau đó anh nói là để anh giải quyết, rồi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Ngày hôm nay anh ra đây anh nói với em là em đi tới khu thằng này em vuốt mặt em phải để mũi nó. Thiệt em buồn thiệt anh đen ơi. Anh nói với em là anh giải quyết. Từ trước giờ em luôn tin anh. Từ những ngày đầu tiên em bước chân lên thành phố này, anh em Ballad em dẫn dắt em. Em luôn tôn trọng mọi người. Bên Vagos em không thích thiệt, nhưng mà đối với riêng, nói chung là Vagos thôi. Còn nói với riêng, nói về anh hai của em vẫn để một sự tôn trọng nhất định. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người nói với em vậy, em thật sự em buồn thiệt. Thôi bây giờ mình đỡ tốn thời gian của nhau, em nói cái ý mà em muốn của ngày hôm nay luôn. Bây giờ mọi người nói là sao sai, Vagos, Ballad, Family, mọi người sẽ ở dưới này để mọi người giải quyết những cái chuyện gì xảy ra ở cái khu vực sao sai, đúng chưa? Ừ. Bây giờ bản thân em thấy mọi người làm việc không hợp lý, em muốn một lời đề nghị. Mọi người đưa cái khu taco đó lại cho em được không? Tất nhiên là không mà mày. Rồi. Bây giờ em nói thẳng với mọi người luôn, mấy anh em bên khu vực website của tụi em đang rất cảm thấy khó chịu về cái việc mà mọi người làm việc ở khu taco đó. Tụi em muốn lấy lại khu taco này để làm cho nó lại một cách nó hoàn chỉnh hơn, nó đừng có gây khó chịu cho người ta nữa. Mà website mày có ai? 420
Nè, bây giờ tao sẽ cố giải thích một thêm một lần nữa cho tụi bay. Bây giờ cho thậm chí tụi tao ví dụ như tụi tao cho tụi bay cái khu Taco đó đó, tụi bay đóng gói đi rồi tụi bay có đi giao hàng được trong cái khu tụi tao không? Không, tất nhiên là câu chuyện nếu như có giao được không, hay là tụi bay suốt ngày đóng xong rồi tụi bay cất đó cho chuột ăn. Bây giờ rồi tôi nói bạn nghe luôn. Bây giờ nếu giống như bạn nói nếu nha. Nếu như bạn đưa khu Taco đó cho tụi tôi thì tất nhiên tụi tôi cũng biết đường, biết điều, biết ra đường và biết lý lẽ. Tụi tôi sẽ có cách, hoặc là tụi tôi sẽ có biện pháp, hoặc là tụi tôi sẽ có một cái lời đề nghị nào đó với lại mấy anh em ở dưới khu sao xa này. Tất nhiên là đâu thể nào xuống đây xong rồi lấy cái khu đó rồi bây giờ chẳng lẽ lại là lấy cả khu sao xa của anh em. Vậy thì đâu được. Vậy thì khác gì là... Nhưng mà đỡ hơn nó gì? Thà là tôi làm như vậy, tôi làm một lần để cho tất cả mọi thứ nó vô chung thành một cái đường đi, để cho người ta muốn đi, những cái người mới người ta muốn đi, người ta đi từ đích, người ta đi từ đầu, người ta đi đến đích. Còn bây giờ mọi người làm như vậy, người ta đi từ đầu, người ta lên tới nửa đường, đủ mấy người ta phải quẹo phải. Đó là em nói thẳng, bây giờ là mấy anh em website của tụi em muốn cái khu Taco đó, mọi người có thể nhường được hay không? Rồi bây giờ anh em website của tụi bay là gồm có những ai, nói luôn. 420. Ok. Red Devil. Ok. Pangang. Hết. Vậy thôi. Ok, vậy là có 3 bên đúng không? Tụi bay muốn xuống lấy lại cái web tao, lấy lại cái sao sai của tụi tao. Lấy cái Taco, đừng nói lấy cái sao sai, nói vậy ẩu. Mất cái Taco thì chẳng khác nào mất cái sao sai. Nếu mà tụi bay lấy được cái Taco và người dân ở đây người ta đóng hàng xong người ta đi giao vô mấy cái hút tụi tao để yên à. Thì tôi nói với bạn rồi đó. Giờ tao nói luôn nè. Nếu như tụi bay nghĩ tụi bay đủ lực thì cái website của tụi bay, cái miền Tây của tụi bay cử một thằng nào ra chơi với Ballad tụi tao không thích chơi Family. Cứ cử một thằng, một cái răng nào của tụi trong cái website của tụi bay ra chơi với tụi tao tiếp hết. Đó là cái khác biệt đó. Đó là cái khác biệt giữa anh em tụi em với lại bên mọi người đó. Mọi người nói anh em sao sai này kia cái kiểu, rồi có chuyện mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy lo. Xin lỗi, tụi tao ở đây không chơi gia đình. Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Hiểu ý tao không? Thì cái này là công việc mà. Sống chung một mảnh đất, tụi tao có thể sống chung một mảnh đất, nhưng mà tụi tao vẫn có cái sự thù ghét nhau riêng nữa, mày hiểu không? Cái này nó đang là lợi ích chung, thì bọn tao mới đứng đây thôi. Thì đó, đang nói về cái lợi ích chung thôi, còn cái gì mà mọi người thù ghét như thế nào là chuyện mọi người. Chứ bây giờ đó, em nói thẳng luôn là em muốn cái lợi ích chung của mọi người đó. Hình như thằng này nó đang cố nó hiểu sai lệch cái ý tao thì phải. Thôi bây giờ tóm gọn là bên tụi nó muốn website chơi sao sai đúng không? Website chơi sao sai đúng không? Vậy thì tụi tao cũng có thể chắc là còn một ý cuối với tụi bay thôi, là xin phép anh em sao sai đóng con mẹ nó cửa ba găn này xuống đây luôn nè. Rồi tao nói thẳng luôn, từ nay sao sai đóng cửa không có cho tụi bay bước chân xuống đây nữa. Tao thấy một bất cứ đứa nào website tụi bay bước chân xuống đây là tao bắn. Tao nói trước. Bây giờ mày có thể bước đi ra khỏi khu này, nhưng mà sau khi mày bước ra khỏi đây tao không biết là mày còn toàn mạng hay không, kể cả cái website tụi bay. Ngày hôm nay á, em dám một mình em xuống đây để nói chuyện với mọi người thì em cũng xét con mẹ nó định em luôn rồi. Em chỉ muốn nói rõ một điều, và em muốn mọi người phải rõ ràng. Thế thôi. Tao đã nói rõ ràng với mày là tụi tao chia theo ngày, còn mày không nghe thì thôi. Thôi rồi, được rồi, bây giờ mày lên xe mày đi, chắc hết câu chuyện rồi. Đúng rồi. Rồi mày đi. Và tụi bay muốn làm gì tiếp theo đó thì tụi tao sẽ tiếp. Rồi, tôi em chào. Rồi, ở đây là cho mày biết cái khu này là khu của ai luôn nha. Rồi đi. Tôi lấy xe các bạn ơi. Ok. Da 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 da.
ra. Chờ. Bé đâu rồi con? Đổi hướng khác, Bé đâu rồi con? Không chạy vô hướng này được, không chạy vô hướng này đâu. Bé đâu rồi? Con đây. Qua đây. Shop nè. Móng từ từ đi anh em. Đi xe về, BC ơi. Lấy cái cổng sau đồ. Chạy ra đây nè, chạy ra tầm hóa, 40 chạy về tầm hóa đi. Về xe. Về xe. 40 chạy về tầm hóa chưa? Rồi nè, đi nè. Đây nè, đi. Đi về tầm hóa hết nè, 40 nè. Đi theo xe tâm nè. Đi nè. Xe vàng thấy chưa? Xe vàng bên trái thấy chưa? Thấy nha. Rồi từ từ đáp xuống dưới dòng lại. Bắn lùi nha. Nó bắn mà. Rồi lên nè, lên nè. Đứng dưới cầu, không bị trên lò bắn. Rồi qua đây. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Đang chạy xuống nè chú ơi, ngay đây. Cô thằng chính nhà gạch trước mặt anh em. Trên nhà gạch đúng không? Gạch nha. Một thằng nhà gạch. Quăng, đi nè, quay ra chơi nè. Từ, anh em, khoan anh em kia nè, anh em kia nè. BC xuống lên nhà gạch chú không? Được chú. Bia. Chị theo chú Tâm đi, chị. Đi em cover sau vô. Chú đâu rồi. Đi luôn ba. Tâm chờ bọn tôi. Đi ba. Lên cái nóc nhà ra nè. Lên đây ba. Nhà gạch bên mình. Trước mặt, lên nhìn phải. Nhìn dưới. Bên này nè, nhìn phải. Bên đường bắn qua kìa. Đường xuống mọi người. Ơi, cái nhà này mình, bên đường. Cái cầu kìa. Cậu là mình. Cậu sao bắn qua đây? Vậy sao bắn qua đây? Cái nhà này là mình anh em ơi. Nghe tên rõ đi, nó ai nói rồi tên đi, đừng nói. Nóc này hả? Ủa trên nóc ngay cầu có phải mình không? Mình. Mình hả? Đúng rồi. Mũ hồng, ok. Phan ngang lên. Bây giờ tụi nó ôm luôn cái hút của tụi nó không dám ra đây đâu. Anh em mình từ. Phan ngang đẩy lên nè. Rồi Phan ngang lên mình xuống nè. Ok. Đi từ xuống. Phan ngang núp vô cái hẻm. Chú Tâm ơi. Nhìn xuống cho Phan ngang. Đẩy cái cống phụ Phan ngang luôn nè chú Tâm ơi. Rồi xuống nè. Đi luôn chú Tâm. Gần ra trước mặt nha. Chú Tâm ơi, chạy đẩy vô từ từ đường nè, đẩy phải nè rồi. Lấy tường nha chú Tâm. Bên mình bên kia có hai xe ổn không? Chú bị hư rồi. Đến đó đi, về đổi xe. Đứng nhà kìa, vòng lại. Con chơi ơi, con đâu rồi? Lên đây ba, trước mặt các bạn ơi. Em lấy xe. Cẩn thận chúng người mình á. Nó lùi rồi, anh em mình lên bước nữa. Đẩy lên từ cổng nè, đang đẩy ngay cổng nè. Không bỏ xe nha. Cái cổng nó trống lắm chị. Lấy cái tường mà đẩy chị. Nhìn kỹ nha, mình trừ đen đỏ với hồng ra nha mọi người. Đen trắng với hồng nha. Nhìn sâu cho chú, trên nóc nhìn sâu cho chú.
yếu nè, yếu nè. Yếu là nó đâu rồi, nó chạy anh em, nó chạy về anh em, anh em lên từ từ. Trên nóc kìa, biết đâu, trên nóc kìa biết đâu. Ờ, nghe chị là... Thấy không, thấy đúng không? Alo đâu, bạn ơi, không bỏ xe nha, không bỏ xe nha. Xe, xe hỏng của ông chú đâu rồi. Đẩy mạnh đi anh em ơi, đẩy mạnh đi anh em ơi, đẩy mạnh lên anh em ơi. Trước mặt có, trước mặt có. Rồi, ok, ok. Hôm nay gục, hôm nay gục nè. Trong hẻm còn một, gục một. Chú ra ngoài nhìn cho. Màu đen của ai? Bên mình, màu đen này. Màu đen bên mình. Đẩy không mọi người? Được, nó yếu, đẩy được. Ủa, em đâu rồi? Bên mình. Bên này cục 2 nè, chỗ này có 2 nè. Đẩy vô anh em ơi. Đẩy vô anh em ơi. Cục 2 nè anh em. Vô được, từ từ, nóc còn. Công lên thì cũng phải ra mà. Nóc còn nha, từ từ thôi. Bên nóc bên kia nè. Bên này lia, bên cái cổng lia. Còn nó rút về sau thôi. Theo. Đâu. Chú bảy. Chú trên nóc. Ok. xe hồng bên kia đá cổng cái. Trời ơi, thằng con của tôi nó rớt rồi. Không biết phải clear mà nó này, chưa thấy này. Bên góc phải còn nghe. Rồi nghe nè. Con vào lên nè. Nghe nè, 40 chạy về lấy xe lên con vào Phan Giang nè, 40 chạy về lấy xe lên con vào Phan Giang. Dòng về lại hết, chạy về lại lấy xe hết. Người của mình bị rớt xuống thì sao quả? Gom chạy đi. Người đâu, gom. 40 chạy về, 40 chạy về, lấy xe lên. Không lút đồ đúng không? Đang có vợ. Không lút. Lút là chết. Thì tắm người mình mới về nhá. Đang có vợ. Đang có vợ kêu Phan kia. Chạy về lấy xe. Đừng nhảy con. Xe hồng mình qua cô vợ cho anh em về lấy xe nè. Bị trắng anh em biết đi bộ nghe. Trắng bên nào ấy? Bên này biết đi bộ, biết đi bộ. Biết chào này. Má. Má, chồng áo đen kìa. Áo trắng mang áo đen kìa anh em. Ai gọi bên Tiên Giang đi, má. Nhìn Giang. Áo trắng bên kia là màu đồ vest nha mọi người. Vest trắng á. 40 giờ lấy xe đi. Còn điếu cho chú, còn điếu cho chú. Giáp vào trong cốp chú. Giáp đi. Đừng có bắn áo đen. Bảo sao mình bắn áo đen. Ready đi bộ đừng bắn áo hồng nữa bạn ơi. Áo đen nó không bắn. Đi vòng. Xem tâm đang trên cái cầu. Đúng rồi. Đúng không? Em thấy chiếc màu vàng tưởng từ nó. Rồi mình bên này rồi, qua bên này luôn. Để Phan Giang để lên nè. Cầm đúng không chú? Qua bên kia luôn, cuối đường á. Bắn ra kìa. À, anh em nào lấy xe backup với người mình nè. Có chỗ nào à? Cổng ngay bên trái. Ủa? Từ từ con ơi, tiếp vô. Nghe chú nè, lên xe nè. Đừng chạy. Từ từ thôi. Con này bắn khói tâm ấy. Con này bắn, nó bắn đâu. Không được. Đúng rồi, con này nó bắn đầu á. Bắt, lùi lại bắt. Đúng không mọi người? Xe con đi một tôi hả? Không, con hướng thẳng bên phải, hướng con Lam U đỏ rồi. Ừ, chắc tụi phải ngang nha. Lên xe đi nào ơi. Đi. Phòng mình đổi góc từ bên cờ lê qua. Bên kia đó đi bộ. Qua đây, xuống đây đi nha nè.
Ờ bay bay con này kêu em à. Lên xe nè, lên xe nè. Đây 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 đây. Ok ok. Chạy 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 là cho em lên xe nè. Không 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 không, đi chung mà được rồi. Ok ok ok. Em với cho qua sau lưng anh hả? Thoải mái đi. Được cốt được cốt. Đây em có đường lên, đây em có đường lên. Chú bay đang bên đây đang chơi nó. Hai rồi bên góc trái của đường bên vô ba lát. Trái ngoài chìa khóa, góc trái ngoài chìa khóa còn 4 ngàn ở ngoài. Cô vợ xuống đây luôn. Họ bộ Phan bên Phan Gan qua cô vợ góc trái này nè. Đâu Phan Gan đâu? Tụi Phan Gan chạy đâu rồi? Bên góc trái đường vô chìa khóa. Góc trái đường vô chìa khóa. Phan Gan công vô anh này. Anh công rồi anh em mình vô dưới Phan Gan đi. Bình tĩnh bình tĩnh. Kiếm được đi. Nó còn một xe. Một xe ngay cái đường ngay cái cầu á. Cầu mà anh em Red Devil đang đứng á. Ê tao nó đâu đó rồi, chạy đất. Tình tím, tình tím. Đông hè. Ủa mình á. Mọi người vô chìa khóa trước đấy, hết đạn rồi. Ok, còn góc đó hả? Từ từ. Bên ngoài chìa khóa nha, góc ngoài chìa khóa nha. Điều. Em hết rồi. Hết rồi chú ơi. La. Đây thì sai đi bộ. Nào vậy, sao chạy mình qua tới đây vậy? Ờ bên có tụi nó có kìa. Ờ bên đó bảo tụi nó còn ít lắm, ráng bắn đi chú ơi. Anh có thằng bắn bên này, có thằng bắn bên này nè. Chú ơi, hướng tu sốt chạy thẳng vào mấy cái nóc nhà mình chiếm được rồi này. Công từ bên này qua cũng được. Ủa thằng nào bắn em mình đi ta? Tụi đến đi bộ hả? Có gì báo nhau mấy anh kia. Yes sir. Ok. Thấy là thấy đứng chỗ đó trống đó là bị bắn chú. Bắn bự đi chết, nào chết, đạn lạc ba chết cũng được. Chú ổn không chú? Ổn. Chúng ta phía ổn không? Không ổn nha, bên đây hai ba thằng á. Ở đâu vậy? 40 lên xe. À. Nghe nào, 40 lên xe chạy ra hết chỗ mua đàm đi. Nhanh lên. Sao bên đây? Hướng đấy vào này. Mấy nóc nhà này cứ thằng ở đây. Bên thằng nào đang chạy xe chạy ra kia. Chạy ra chỗ mua đàm đi chú. Ok chú ơi. Lấy xe lại. Mấy xe để. Đây. Không. Ủa không đứng đó hả? Nhanh lên, ra chỗ mua đàn. Ủa, đây nè, nhìn phải. Một xe nè, ba lát nè. Chỗ mua đàn nhanh lên. Đang lên chú ơi. Một xe đó, tôi sót nha. Bộ xe không đi đâu vậy? Đi theo. Kìa, chú mạnh nè. Xe đen hả anh Tâm? Xe tím ba lát kìa. Xe đen đúng không chú? Đây xe đen của mình. Trời ơi. Con vô chạy nó bắn mà. Không, hồi nãy giờ tôi xe ba lát á. Nè, rồi, tập trung về đây nè, tập trung về đây. Tập trung về đây, đừng chạy nữa, đi này nè. Đường về ta cô. Đây, vô đây. Quẹ vô ba lát luôn nha. Để trái. Ê,
Ê, còn thằng kia em ở đây. Đồ trắng nè, đi đâu? Bên phải đi đâu? Chưa thấy không chú? Chưa thấy không chú? Đồ trắng nó rất đi bộ mà. Rồi mình đá từ đây vô, mình đá từ đây vô xuống đi. Bên kia thì có đồ đen nữa kìa, nó nhiều quá vậy. Tàu trên lầu có một, trên lầu có một. Báo hướng, báo vị trí. Chỗ mình xuống xe, chỗ mình xuống xe cho mình cháy. Hiểu rồi. Chạy lên Bạch, chạy lên, xích lên Bạch. Chỗ mình xuống xe nhìn trái, lâu yếu quá. Bạch ơi, mày đâu Bạch? Đây này, bên này. Ơ, lụm xác có người gục rồi. Từ, bắn hết đá từ lô, cali từ lô. Ok. Nhìn cái nóc, spam lên nóc. Bắn đi, bắn đại lên nóc luôn, bắn đại đi. Rồi, bắn tới luôn. Tiếp. Rớt. Ôi nó nằm. Vãi lồn chưa? Từ từ bia. Nóc ly chưa bia. Chưa, nó còn. Nóc chết. Bốn mươi 4% khi nào tôi qua nhận được. Nhận cái gì, tụi tôi lấy hết cái khu này. Nóc rồi. Được xài vậy luôn hả? Má nó nằm nhanh lắm. Không, pha đó là tính nhảy qua đây nè. Mà sao tự nhiên lại nhảy lên đó đó. Pha đó là tôi tính nhảy qua cái tường nhỏ dưới nè. Tính qua nhảy qua tường nhỏ dưới xong đi qua bên này á. Lỗi. Bọt còn sống hả? Đâu, để qua coi bọt coi. Bọt một. Bên này như nó đi rồi. Ê, hết đồ thì má hút đỡ một xác lấy đi hút đi. Đồ thì lấy đỡ một xác nữa mày. Còn ai không hay là còn bốn mình bắn nhau với bốn người vậy? Đủ rồi. Ngoài cống ngô vàng. Rồi vô Palace đi, vô trong khu Palace đi. Tao vô tâm mày nè. Đẩy vô. Con ngô vàng. Cứu mặt luôn. Để thẳng vô rồi đấy. Bây giờ sao ấy? Quê. Đi ở giữa Palace nè, nó đi hết đi. Má mà đi vô tao bắn không à. Ra giữa Palace luôn nè. Rồi. Lê rồi, cố lên anh em ơi. Cố lên. Đừng bắn nữa. Đừng có bắn nhau nha. Ê, gọi cho bên 420 đi, Alo.
Lê rồi. Lê à, rồi. Bắn qua bên này hết đâu mà. Chọn má. Lê. Anh em cũng bắn tụi tôi mà. Anh em bắn nhầm hơi nhiều quá. Anh em bắn nhầm nhiều mấy lần không sao, quên được rồi. Quét đi. Quét đi. Ai bên đây thì còn nhớ. Không, anh bên đây thì còn nữa. Chết rồi mày nè. Chết mẹ nó rồi, mà tao sắp chết luôn rồi nè. Mày bắn đâu? Nó đâu? Mày đâu? Nè, tao nè. Cúng người bên mình đi, Nè, máu này. Ai ngất đầu hốt xác luôn giờ đi. Đi cục rồi. Máy DB đâu rồi? Kiếm sáng đi. Ai bắn ngoài? Ở ngoài cống vẫn còn hay sao? Vẫn nghe tiếng bắn ngoài đó mà. Đi kiếm DB đủ má, lộn DB là chết đó. Đúng rồi. Cái gì vậy? Lo bắn đi anh em ơi, chưa xong đâu. Bỏ đi. Đừng có loot nữa. Ê, tôi mời tao cái này bỏ cái. Ờ, bên Red, Red loot hay một loot đâu. Ai còn kiếm DB anh em lần cuối thấy nó té, nó leo lên, nó chồng mày đang leo á, AB. Để tao kiếm nó. Nó nhảy từ cái trùng công này lên nè. À, đi kiếm nó mày. Lẹ đi chứ mày đi sắp tới rồi nha. Bắn cái lồn gì nữa kìa. Còn lắm mọi người. Má, đã dặn là không lướt đồ rồi. Nắm đây nè, cuốn nó. Rồi. Mày thấy nó không? Chưa. Chỗ này đứng đây. Coi chừng nó trên nóc nhà. Ê, sát hàng 7, ra lượng sát hàng 7 lại. Đi bây ơi, lượng sát hàng 7 đi. Đâu. Lúc người đó không? Không. Hãy đi bây chưa? Rồi, hãy đi bây rồi. Đi. Rồi, còn thằng nào nữa? Ai canh lúc người mình... Về đây, kéo đồng đội mình về đây. Kéo về bóp đây nha, anh em. Rồi, ra lượng 7 đi. Cứu người thôi. Kéo người mình về đây. BD sắp lên rồi. Gần em á, kéo về luôn nha. Mình xong việc rồi, mình đừng có lút gì hết, mình chạy về luôn nè. Đúng rồi. Ok, over. Sao mình lút. Không, ai lút thì kệ người ta, ai lút thì kệ người ta. Dạ, đại ca, dạ, đại ca. Nhưng anh. Hả, hơi quá, đại ca, em còn sống rồi. Còn đậu súng nha anh em, từ nha. Kiểm soát mình lo về hết nha. Yes sir. Bạn này anh em ở trong ổn không? Vẫn còn đang bắn ở trong nha. Cậu vừa em. Ồ, hồi nãy biết kéo không vậy? Công an tới nha. Đúng đi anh em ơi. Đúng hả? Lôi người mình về hay rút. Yes sir. Này làm gì vậy ta? Bị đi tới. Kiếm người đi. Nó không biết sẽ carry anh em ơi. Kiếm người giùm tôi cái. Nó không biết sẽ carry. Đi tới là hơi mệt. Đi đại ca ơi, xe ngoài nè. Không, mày kiếm người, mày lôi hết người ra chưa dịch ơi. Mày kiếm người của mình hết đi, mày lỗi lên xe đi, mày chạy về. Mở cái đàm lên nói với người ta kìa. Chết trên nóc rồi nha. Mở cái đàm lên kêu người ta. Vãi lồn thiệt. Nhanh đi. Anh em đi tù lắm, lút hết. Ôi, đi tìm hết đi, đi tìm hết đi. Mở cái đàm lên. Trời ơi. Anh em đi, kiếm xe đi, em về con xe. Ok, quần người mà xin cái. Đâu rồi, anh xin đâu rồi. Kéo mới nhảy được hả? Anh xin thấy. Người sau kéo. Còn một xác ở trên nóc này. Đúng rồi, kêu người ta cho biết là lên làm. Đúng rồi. Còn bên kia nữa kìa, nhìn qua bên kia thấy cái xác bên kia không? Nhìn qua bên kia thấy cái xác bên kia không? Anh xin nhìn lộn, ăn lộn một tiếng. Hai xác lận, nhìn qua bên kia nữa. Nhìn qua bên kia, trời ơi. Kiếm đi. Là hơi mệt. Ok chưa? Tập trung đi nè anh em ơi. Còn một xác. Đang kiếm. Lôi dùm người về. Vị trí. Bật cái đàm lên.
hoặc là khó quá thì mình lút đồ mình lấy súng nó ra đi. Đừng để gì trong đó hết. Được chưa? Ok. Em lấy hơi nhiều rồi đó. Thì đó, vậy là tốt nhất. Hoặc là lôi con người mình về. Rồi, lên lút cái xác này, lấy cái súng ra. Dục lại đây cũng được. Chạy luôn, con đỉ mẹ nó. Dịch ơi, lấy xe chạy đi, dịch ra đi chạy xe nè, dịch ơi, quần đi kiếm nhanh coi. Đẹp xíu đại ca ơi. Lấy xác chưa? Chưa, như xác anh em mình đi phát hết rồi đó. Bội thu hả? Đấu thủ gì đâu anh em, đấu thủ súng đâu, đâu có đấu súng đâu mà thu. Chim nhiều quá. Này, nếu mà muốn về bây giờ đấy. Nghe này, lút hết tao mất một cái, tao đang nghĩ tụi mày. Yeah, em cố đi coi. Mình chưa hết rồi đại ca. Không hết đâu, lục hết đi. Rồi. Nó nằm ở đó, nó nằm ở đó. Kiểm soát giùm anh trên nóc đồ hết luôn đi. Nhanh đi, đừng có nói chuyện nữa. Lên đây, đúng rồi. Thấy rồi. Em đây. Ờ, cuối cùng một người nữa phụ tôi, đây có hai xác luôn nè. Ở đâu em? Chị em ơi. Má giờ khó quá, nhiều hẻm quá. Thôi đến tự bưng luôn. Cẩn trương giùm anh một cái đi, mấy em ơi. Yes sir. Lụm cái súng thôi. Đừng anh ơi. Đây rồi anh ơi. Chào ba người bị hút chết nha, anh em lo lốt nha. Okay. Ở trung tâm còn một người nè. Ở ngay cái vòng tròn á. Rồi lốt, lấy. Cái lùng quá, chắc tôi chết. Mày đứng qua bên này được không? Mày đứng qua này nè, xong rồi mày nhảy mẹ nó xuống dưới luôn. Giờ đây tụi chúng đâu nè? Hai. Về đây kéo về hút mình đâu đây, kéo sáng về hút đi đây. Yes sir. Còn sáng không anh em ơi, kéo tiếp đi. Em đụm được hai sáng rồi. Còn nhiều người lắm, Tâm nè, nhiều lắm. Mày có ai lụm đường Tâm chưa? Chưa, em chưa thấy. Chưa có thấy chú đâu hết á. À, cũng biết rồi, tao đi lụm nãy giờ luôn nè. Con có lụm được cái xác nào không biết phải Tâm không? Hồi nãy ai gần Tâm không? Tao có xác này này đây. Nghe tiếng đi rồi nè mà. Trời, vác cái súng ngầu quá vậy ta. Ủa, tưởng bị nó bắn chết. Rồi, đợi gian vô, đợi gian vô. Chết rồi mà chết. Có gì vậy? Bạn là do đứng ở giữa đi. Lừa ra bố môi đứng ra ngoài. Ôi mời đứng ra bên ngoài, không có đứng vô trong đó. Đờ mai đậm. Đừng đứng này hoàng coi, đừng có làm gì. Khang. Nên em này mình đứng này hoàng coi. Mày đủ máy mày đụng ra xíu một lần ơi. Mẹ đứng trước mặt cứ giỡn. Lóc chóc quá. Điếu ơi. Tì sao tao ở đây tì. Với tao sau khi tao bị chùm một cái bao bố muối vãi luôn thì làm sao tao biết mày. Đen hả đen. Uầy. Uầy bạn tôi. Uầy bạn tôi. Mày kìa.
Anh lớn xíu bạn ơi. Hồi nãy cái hồi nãy cái thông cảm cho tôi cái bao bố đó nha. Má tại mấy ngày rồi không có rửa chân, mấy ngày nào không rửa chân bạn thông cảm cho tôi cái. Vậy là cái vớ của bạn hả bạn? Vớ của tôi đó bạn. Ui. Thôi bây giờ mình cũng đã lỡ về đây mình gặp nhau rồi. Thôi không dài dòng nữa ha. Rồi, nói đi, những người anh em của tôi, my friend. Trời nói ơi. Đi. Ta co của ai? Ai? Anh ơi, ta co của ai đây anh ơi? Tí ơi. Tao cho tụi bay tớt, tao cho tụi bay tớt. Dạ ở đây xin tớt. Của tụi bay hết. Xin tớt. Thua, thua. Tao không còn đây tớt. Thì xin tớp nha. Xin luôn. Mà cho là phải vui nha. Mà có vui không? Cho cái cười đây, cười đây. Cười lên. Cười lên cho là phải vui chứ. Nói vui. Tao rất vui. Vui chưa? Ờ ờ. Nó to lên. Tầm nói tao. Cho vô vấn đề đi. Rồi. Tao cười đây. Tao nào là cho nó biết mình là ai kìa. Frank. Sẽ giao đi, sẽ ba HD anh em ơi. Ok anh Đen. Cái bệnh mà không nhớ nó nè. Cái thằng này nào ta? Không, thằng có... Nó bà là cạnh rồi, đại ca. Thì câu chuyện sau thì không nhớ, nhưng câu chuyện đầu thì giống như em đã nói. Nghe lúc vào trong đó rồi. Tụi em muốn cái khu đó. Thẳng thắn là vậy. Bây giờ thì mọi chuyện nó cũng ra lẻ rồi. Có một cái để nói về phần tình nghĩa. Bây tâm giờ ơi. Tâm ơi. Sao bạn? Mình tạm thời mình xịt top cái đi cho anh em ăn uống nghỉ ngơi cái đi. Hàng xúc nó có cầm qua cái này hay lắm. Nó cầm qua cái món quà này hay lắm. Cứ đợi tí đi, đợi tí đi. Ăn uống uống nước đi mấy anh chị. Anh em đưa nước. Vậy anh em đưa nước uống mời cho Ti với Đen kìa. Bạn với Bi ra đây nói này kìa. Không trà cũng bánh kìa. Nhanh lên đi anh em. Tụi tao còn no lắm, tụi tao còn no lắm. Anh em tặng ra mọi người ơi. Đẹp. Bu đông quá mọi người ơi, tặng ra tí đi. Em vừa nè. Hai bạn quay lại nói anh em ơi, tặng ra. Với lại di chuyển đi mọi người ơi, không tụt rút đó. Rồi, thì câu chuyện hồi nãy lúc mà nổ súng thì tôi không còn nhớ nữa. Nhưng mà sau đó mấy em kể lại thì cơ bản là anh em mình đã làm được cái việc mà anh em mình muốn rồi đúng không? Đúng rồi tao. Rồi nhưng mà bây giờ này, nói gì thì nói. Bây giờ chỉ có hai hướng, một là đuổi tụi nó ra khỏi khu sâu xa thì mình mới lấy được khu sâu xa đó. Hai là vẫn để tụi nó ở đó. Nhưng mà giống như mình vẫn giữ lại, tại vì đối với tôi nha, đối với tôi bên Palace có tình nghĩa với tôi, cho nên tôi không muốn làm cái điều đó. Nên là bây giờ anh em mình quyết với nhau như thế nào đây để vận hành được cái khu Taco đó, nhưng mà vẫn phải để cho người ta được một cái gì đó gọi là, chứ còn không là câu chuyện này nó sẽ luôn tiếp diễn như vậy và nó luôn luôn như vậy, một hai ngày hay là dài ba ngày nó cứ tiếp diễn vậy thì nó lại không hay. Bạn hiểu ý tôi không Abi? Ừ, tôi hiểu. Mà ý Tâm là Tâm muốn để lại, Tâm để cái gì hả Tâm? Thì Tâm muốn để lại cái gì cho Palace? Thì tôi đang... chưa biết đúng không? Tôi chưa biết đó. Ý là tôi đang có cái ý như vậy. Thì tôi không biết là ý mọi người có cái gì đó để tiếp thêm vô cho tôi hay không? Chứ khác là tôi thấy không nên đuổi nó ra khỏi sâu sai đâu. Đúng rồi. Chuyện để nơi đó. Nhưng mà để... đó là nhà của tụi nó mà. Đúng rồi. Mình đuổi nó ra, tụi nó ở đâu nên mình đi xuống dưới đó rồi nó lên chỗ mình. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nó ở đó thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của tụi mình, đúng không? Vậy thì bây giờ làm sao nó mới gọi là ổn thỏa? Mình phải có cái gì giao kèo với tụi nó để đúng tụi rồi nó đúng rồi đúng rồi nghĩ gì nè. Bây giờ á, cái chuyện mà tụi nó ở dưới đó là mặc định, là bắt buộc tụi nó phải ở dưới đó rồi. Tụi nó mặc định tụi nó phải ở dưới đó rồi. Tụi nó mặc định tụi nó không phải ở dưới đó rồi, nó không thể nào mình đưa tụi nó đi được khỏi chỗ đó rồi. Cái chuyện đó là không có tránh khỏi rồi. Mà bây giờ tụi nó ở đó đó, là dĩ nhiên cái câu chuyện Taco là nó sẽ còn rất là dài dòng sau này, kiểu nào nó không có nữa nè. Mà bây giờ á, bây giờ tôi nghĩ á, là bây giờ chỉ có là bắt buộc tụi nó là bây giờ đúng á, anh em giờ anh em phải nhất quán tư tưởng nha, là giờ
cái chuyện Taco làm là bây giờ đưa hết cho là vẫn để người ta làm, nhưng mà đụng á nó phải có cái dao kèo như thế nào đó với mình, hay là anh em muốn đụng nó nhúng cho nó anh em đi làm Taco. Cái hay ở chỗ đó là bây giờ mình đừng có làm, mình vẫn để cho tụi nó làm, nhưng mà tụi nó phải làm theo cái cách của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì hợp lý đó. Đó thì mặc định là phải đụng á cho tụi nó giữ cái Taco rồi đó, nhưng mà bây giờ là làm thì làm, bắt tụi nó làm sao muốn như thế nào anh em tính thử coi. $200 một lần thì sao? Tầm mấy sao Tâm? $200 $200 một lần hả? Ừ, rồi từ ngay cái chỗ đó là không không có thu bất cứ chỗ nào đâu, chỉ một ngay cái chỗ đóng gói thôi, thu một chỗ đó thôi là không có thu bất cứ cái chỗ là thu theo nào. Bây giờ thu theo nhóm hay là như thế nào? Ừ, cứ một nhóm xuống đi. Chứ giờ nó thu mà không lẽ nó thu theo đầu người thì chết, đúng không? Giờ thu phải thu theo nhóm, nó thu mình mà. Thu theo nhóm thì 300 thì nó hơi lỏ. 200. Tại vì ví dụ một không ý là hơi ít á. Ý là muốn để cho nó lời lời đúng không? Đúng rồi. Tại vì 300 mà một nhóm, ví dụ bên tôi đi mười mấy 20 người từ sáng tới chiều thì đâu thu được bao nhiêu? Ý là cũng đâu có thu được bao nhiêu nhóm. Chứ giờ thu theo đầu người thì hơi nhiều. Còn nếu mà đầu người thì chắc $100 một người. Đúng, đầu người là 100. Ừ, theo đầu người thì 100 đô đi. 400 hả? Đúng rồi, rẻ mà. Không, tụi biết có làm hay không, có mặt là 100. Không thấy hợp lý đó. Vậy nếu sao vậy? Theo đầu người thì sợ lại không quản được á. À, ý là... Có nghĩa là bây giờ ai xuống Taco là nó cứ thu tiền đúng không? Ừ, cứ $100. Nhưng mà nó phải thu theo cách của mình, chứ nó không có được tự quyết nữa nữa. Đúng. Đó, vậy hợp lý nhất rồi. Alo PC ơi. Anh em nhất quyết chập đô à? Chập đô một người. Chỉ là thu cho có lợi thôi, cho biết là nó có bảo kê đó thôi. Ừ, vậy thôi, bé gọi cho xúc về đi bé. Chập đô một người, nhưng mà ý tôi đang nói là bây giờ làm sao mà tụi nó biết được là người nào tụi nó thu rồi, người nào tụi nó thu chưa thu. Tại vì bạn thu theo người là bạn giải quyết theo người. Dễ, cho nó cái mật mã. Không, này chắc mình nói chuyện với nó thôi. Nói chuyện nó thử đi. Cái ý mà chỉ là $100 người đó, còn cái cách quản lý thì mình hỏi nó. Không, okay không? Vậy thì á, cái mà mình quyết, cái mà mình khó chịu ở nó là đi tới đâu là nó thu tới đó đúng không? Bây giờ vẫn cho nó thu một nhóm và một gói luôn. Nhưng mà thứ nhất là tụi nó phải bảo vệ nguyên một cái khu sao sai nó luôn. Đúng rồi, là bắt buộc bảo vệ là giống như là BD đụ má xuống là tụi nó phải bảy này nọ đồ. Đúng nha, rồi, phải là khi nữa. Là nguyên một cái khu sao sai đó luôn. Chứ không phải là vô thu một gói hàng xong rồi vô tới nhà thằng nào thì thằng đó lại thu tiếp lần nữa là không có vụ đó. Chỉ cần biết là ngày hôm đó đúng em. Tụi nó thu một gói hàng của cái nhóm đó là nhóm mới đi tới đâu là đủ. Không có thu thêm bất cứ một thứ gì hết. Và tụi nó phải lo thì hết nguyên bộ khu phải, luôn. Không phải, bây giờ có nghĩa là đủ má toàn bộ Palace, Vagos, Rochit nghĩa là đủ má ba khu vực đó hết á, là đúng đủ chỉ thu một đầu tiền thôi chứ không phải mỗi thu hai đầu tiền, mà thu một đầu tiền là đủ má mà đã cầm tiền là đủ má chắc chắn là anh em ơi, xong làm cho cái ra này việc thì nha. Mình vừa hút cho mọi người không ra việc mà đủ má giống như để mà mấy lần đi trả đồ lại á, nãy trả chưa có đủ nó bắt thì lỗi ai chưa trả đó thì quay về trả. Ý là xíu nữa về rồi ấy giờ đủ má phải kêu nó khẳng định đàng hoàng luôn, còn nếu đéo được thì lại có chuyện nữa. Đúng, nhưng mà bây giờ vậy, thí dụ mà tụi nó vẫn để BD xuống nó kiểu cả này cái kia nữa thì sao? Đụng vô anh em tao thì đừng đụng tới tao. Thì mình làm gì nó, mình có hình phạt gì cho nó, thí dụ vậy. Má hình nó có vấn đề là đụng phải xử lý được cái câu chuyện đó đó. Hình phạt. Phạt à. Bên đó nó cứ kinh doanh xe với độ xe. Mình cấn qua mấy cái đó được không ta? Sợ chứ sợ là chuyện thế giới ngầm mà đụng lên doanh nghiệp thì còn không kỳ. Á, nó hơi lỏ. Còn không á là team nào mà bị bắt ở dưới khu vực đó là tụi nó phải đứng ra đền. Yeah. Nói gì vợ? Ừ, thì bây giờ á kêu tụi nó bây giờ tao nghĩ vậy nè, giờ kêu tụi nó đó. Bây giờ tụi nó xác định đi, để hẹn như là mình có đéo bắt tụi nó là đụng á, lúc nào đụng á cũng phải thu ok hết. Anh em hiểu không? Lúc nào cũng đéo thu ok hết.
Thì bây giờ á, khi nào mà một khi tụi nó cầm tiền á, tụi nó đã cầm tiền của người ta rồi thì bắt buộc tụi nó phải chấp nhận bảo kê cho người ta, chứ không phải nó cầm tiền của ta xong rồi nó kệ đó. Thì chó rút dao cán vàng ra hoài vậy ăn quỷ. Anh em hiểu không? Ok, nếu mà nó cầm tiền là nó chắc chắn nó phải bảo kê, để mà lúc đó người ta đi giao hàng thì đồ mới lỡ bị mất á, thì lỡ người ta bị BD này nọ đồ quá mà nó đéo lo được á, nó đéo lo cho người ta chạy hay đéo lo được gì á, thì nó phải đền tiền hàng cho ta. Đúng. Hoặc là đền tiền đồ mới đền tiền BD bắt. Không rồi, nếu mà bên cạnh mà nếu như bên cạnh đó đó, nếu như mà cái đó nó hơi chua á thì bắt buộc tụi nó phải có một cái thỏa thuận là bây giờ tụi nó sẽ bảo kê vào khung giờ nào nữa. Chứ bây giờ mà tụi nó thấy cái kèo này chua quá đúng không? Chứ bây giờ mà tụi nó thấy cái kèo này chua quá. Tụi nó thấy là lộn bây giờ cái lúc nào không bảo kê là nó phải như vậy tụi nó cũng nhiên nó sẽ mệt, nó cũng không muốn làm. Thì dĩ nhiên là tụi nó cũng đéo làm thì cũng đụng nó đéo có việc gì nữa rồi, cũng đéo thế nào nói được. Thì bây giờ mình bắt tụi nó là phải có cái khung giờ để mà nó gọi là để mà nó có một cái gì đó để mà nó lúc nào nó cũng khẳng định với mình là có lúc nó làm, hiểu không? Vậy bây giờ ok, vậy bây giờ cho nó khung giờ đẹp nhất đi là 9 giờ tới 12 giờ đêm. Nó nói là giờ già yếu rồi không có sức dùm ngu. Mà nếu như bây giờ chơi vậy á thì đụng má tất cả mọi bên đụng má 9 giờ tới 12 giờ đêm ù ra đi giao hàng hết luôn. Đúng rồi. Nào nó to quá vậy. Chị nó mới nhộn nhịp được Tâm. Có nghĩa là bây giờ đụng á, giờ đụng á chấp nhận luôn, chấp nhận là giờ tất cả mọi bên đụng á ù ra giao hàng vào cũng giờ đó luôn. Mày chứ không chơi nó mới có nhộn nhịp ở dưới đó. Chứ còn mà bây giờ mà chứ còn mà kêu tụi nó đụng á 9 giờ tới 12 giờ xong 9 giờ tới 12 giờ tụi nó đi ra đó mà đụng á đéo có ai giao hàng nữa thì điệt mẹ tụi nó cũng tù với tụi nó đúng không? Ê vui nha. Từ 9 giờ tới 12 giờ mà tự nhiên nó đủ má xe chạy mầm cũng hay nha. Đó, vậy mới vui đó. Vậy mới vui mà. Chốt ha. Chốt luôn đi, thì bây giờ đụng kêu toàn bộ, okay, kêu toàn bộ các bên đụng. Giờ kêu toàn bộ, giờ trước mắt có ba anh em, ba mình rồi bên đó có tụi nó nữa thì đụng nó chốt luôn đi. Kêu đụng mấy giờ đổ qua khung giờ nó đi giao hàng hết luôn. Rồi, hợp lý luôn. Rồi, ok. Giờ đi giao hàng mới quậy á, ở đó đi giao hàng giờ đó mới quậy á, mà đi đụng toàn bộ mọi người đi giờ đó là quậy lắm á. Rồi, đủ má, thằng lùn nằm ở nhà ác vậy. Không già á. Tại em ghi hình cho nè. Rồi, giờ lại nói đi, thằng Ly Trang Xúc đụng nó quay lại làm bằng chứng nè. Quay lại đèn quay, lấy giúp quay đèn quay nha. Lắng thử tao nghe nè. Thì hồi xưa ông ba đã nói là rắn là con của rồng. Mày hỏi bà giam xem có phải bà chuyện của tao là chồng của mày. Mày má, giả tán cho thấy hát đây nè, chỗ này là chuyện có tiếng. Quang là vàng là ngọc, ra bà nhạc cái tên tao vào. Anh lộn, nguyên một đám bằng đồ màu tím. Yêu Tâm này cũng nghe đi anh ơi. Chém chám, chém kêu là tại khỏe của mày. Hồi đó với thằng Tâm xử lý nghe đi. Bớt bỏ, anh em đậu lại. Anh em ơi tôi nói anh em nghe nè, độ má nếu như anh em muốn hát á, anh em hay là anh em tôn, anh em tôn trọng, anh em hãy tôn trọng con tin, độ má anh em lại hát cho con tin nó nghe được không? Chứ anh em đứng ở đây hát chi? Nghe đâu, con tin nghe đâu. Tôi hát cho con tin nghe, tôi hát cho con tin nghe. Thôi bây giờ được rồi, thôi bây giờ mọi người lia giùm tôi đi. Bây giờ mọi người độ má cứ mặc đồ trắng là người của mình mà. Rồi bây giờ clear nè, Lý Trang Xúc, vào việc Lý Trang Xúc. Từ sếp ơi, em không có quay được sếp ơi, em chưa mua thẻ nhớ đem nhận nè, có thẻ nhớ quay giùm em cái. Ai có thẻ nhớ quay giùm cái. Không có ai có thể nhớ nè. Đây này, đưa cái camera lưu gắn vô cho. Rồi đi, không được. Sao quay luôn đi. Đây rồi, đưa tao đi, tao quay cho. Có đèn có thể nhớ đó. Chưa mua thể nhớ. Đó, sao tự nói tự quay luôn đi. À, nghe này Bi ơi. Rồi. Nghe rồi, cho tôi lên cái coi. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. Đứng lên kìa. Rồi, lùi xuống đi cho Tâm với tao với AB thôi được rồi. Mày lùi lại xuống đi, lùi đi mà luôn. Rồi. Ai đỡ dạng dạng ra tí đi em ơi, dạng ra tí đi. Đỡ đen lên cái kìa. Đen nằm luôn rồi. Mày lùi đây biểu. Đứng ra ngoài vòng gạch màu tròn hết nè. Ủa đen nằm luôn hả? Đỡ nó đâu, tụi bay muốn nói. Đúng rồi, đen nằm luôn rồi. Tụi bay ngược đãi nó rồi, tụi bay cố gắng cứu sống nó làm gì. Rồi bây giờ Tí ơi, bây giờ tụi tôi tính rồi. Bây giờ tụi tôi vẫn cho dưới xa xài đó thu bảo kê. Vẫn lấy một gói luôn. Một thùng hàng luôn. Mà cái vấn đề mày. Hay một thùng hàng mà. Đâu ừ, nãy nó đúng rồi mà. đúng rồi một thùng mà. Ok nó tiếp đi okay. Cho bạn thu một thùng, nhưng mà bạn phải đảm bảo cái việc là bảo kê của BD. Bạn thấy sao á Ti? Chứ bạn cứ thu một thùng hàng xong rồi cái thu xong có tiền rồi cái đi về đi chơi này kia không bảo kê người ta thì đó thì người ta chịu thiệt thì sao Ti? Nói chung bây giờ bên tụi tao thua rồi, nên tụi tao sẽ tạm thời chấp nhận cái ý kiến của tụi bay lúc này. Tí. Còn về việc
bảo kê hay không bảo kê thì tụi tao không chắc. Là sao tí? Thế giờ thì tí thu tiền bảo kê người ta, cái xong rồi người ta bị BD bắt thì sao tí? Tí! Bây giờ... Ê tao nói nghe nè, không có hai mày đứng gần lại nhau chứ tao đi qua đi lại đi, cái mic tao mệt quá. Đây đây luôn. Cái gì? Mày nói đi. Cho nó tức. Đúng vậy, tụi tao thua rồi, tụi tao cũng không thể nào mà đi ra thu được của thằng nào nữa hết. Nghĩ làm sao mà bây giờ chạy ra kêu, ê nhóc, đưa tao con thùng, nó chỉ vô cái đầu thua cuộc, tụi tao còn dám thu đồ không? Gì vậy? Tao cho tụi bay hết. Ê, vậy quá. À, nước đi này mà chưa tính tới anh em. Không, bây giờ tụi nói bạn nè, mọi thứ nó đơn giản lắm Ti. Bây giờ tụi nói nè, bây giờ anh em cứ thu đi. Nhưng mà tại vì á, anh em thu nhưng mà không phải giống như hồi trước mà đụng á, tụi tôi đi dưới Taco thu một lần tiền, xong lên Rochit lại thu một lần tiền nữa. Mà thu hai đầu như vậy mà lại không nhận được cái sự bảo vệ, sự lo lắng gì của anh em hết. Thành ra đó là cái vấn đề mà anh em mới gọi là buồn bực trong lòng, mày hiểu không? Bây giờ... Ê! Bây giờ nè, bạn nè, bây giờ nào lôi đen ngoài kia đi, lôi đen ngoài kia đi. Đợi em, đợi em, đợi em. Lôi đen đi đi, để Ti được rồi, đen mệt rồi, tắm nắng, nằm nắng mệt rồi. Rồi rồi rồi, mọi người nén nè. Phải nó xuống hồ bơi đi. Rồi bây giờ đó, tôi nói bạn đó. Bây giờ anh em cứ bảo kê bình thường nhưng mà chỉ thu đúng một lần tiền thôi. Và khi mà anh em thu là anh em phải bảo kê cho ta. Với lại tôi nghĩ vậy nè, nếu như mà thu ra xong rồi nhận tiền đâu thì nó cũng hơi hoàng cho anh em ở chỗ là bây giờ là đấy biết cái giờ nào hết tiện, cái giờ nào phải đứng canh rồi, hoặc là có thể giờ nào không canh rồi, nó rất là phức tạp. Thì tôi nghĩ bây giờ vậy nè, bây giờ đụng á, bây giờ ở đây có trước mắt ở đây là có ba bên, là có bạn nữa là bốn. Thì bây giờ tất cả mọi bên, bây giờ mình connection với nhau đi, là bây giờ tất cả mọi bên đều đổ về giao hàng vào lúc khung giờ 9 giờ tới 12 giờ. Tao bây giờ tao sẽ nói cái điều này cho tụi bay hiểu. Tụi bay hoàn toàn hiểu sai cái vấn đề khi mà tụi bay bước vô cái khu miền Nam của tụi tao rồi. Đơn giản là tụi tao còn phải chăm lo cho rất nhiều thằng vô gia cư mà còn nghiện nữa. Mày hiểu không? Tụi tao chỉ muốn thu như vậy là đem về cho tụi nó hút. Tụi nó không cần phải đi giao dịch này kia, công an đồ tới nó bắt tụi tao. Chứ mục đích tụi tao cũng không phải là muốn bảo kê. Cái điều quan trọng hơn là tụi tao ban đầu muốn lấy lại cái khu đó để không có bị tác động của anh em mấy thằng bên điêu lờ. Nó tú ở bên trên miền Bắc mà nó đi xuống miền Nam nó quản lý rồi nó này kia sao được. Tụi tao không có phải là lấy những cái đó để gọi là bảo kê hay muốn thể hiện số má gì hết. Chỉ muốn là để cho mấy anh em, những cái người nhỏ người ta còn làm ăn, người ta còn thoải mái. Nhưng mà cái chuyện mà tụi nó lộng hành quá, khi mà thấy bọn tao không có thu thường xuyên, cái thế là tụi nó càng ngày nó càng vô hút của tụi tao, nó quậy này kia khó chịu quá. Thế là tụi family nó phải cố ý là nó muốn thắt chặt cái chuyện là cái hút của nó. Nhưng mà tụi bay không hiểu. Mà thật sự thì bên tụi tao cũng có lỗi, là tại vì tụi tao vô học quá, tụi tao không thể giải thích cho tụi bay hiểu được. Chữ nghĩa của tụi tao hơi bị kém. Nên bây giờ tụi tao thua rồi. Mà tụi bay còn làm điều đó nữa thì giống như chẳng khác nào là bây giờ nói nhục càng thêm nhục. Tụi tao đi ra thu mà trong cái mát kẻ thu cuộc thì làm sao được. Tao cho tụi bay tức. Lấy đi. Đừng đụng vào những anh em hớp bói của tao đang sinh sống làm ăn ở đó là được rồi. Trời. Tôi nghĩ đúng. Tôi nghĩ bàn mình nên có câu nói như này. Ở đây luôn nhìn vậy. Má nó cảm động quá tụi bay. Đừng để đụ má mấy giọt nước mắt này làm lay động lòng mình. Đúng, tôi nhìn ra được nó rồi. Giờ, tụi nó muốn cho mình tất. Để khi mà mình xuống mình làm là có chuyện với tụi nó. Để mình chịu để trách mình nhiệm. Chịu, đúng rồi. Trách nhiệm nó, để mình chịu trách nhiệm ngược lại đó. Thứ hai nữa là tụi nó thua rồi. Bây giờ nó cho mình tất. Để nó làm một cái cớ. Sau này nó xuống nó làm lại tụi mình giống như ngày hôm nay tụi mình xuống làm nó. Nãy giờ cái nó muốn là nó muốn cho mình. Nhưng mình đéo cho nó muốn được cái đó. Nó cho mình đúng không? Mình không lấy luôn. Bây giờ mình chỉ muốn chốt với nó lại một câu là tao chỉ muốn ở với đó
thu tiền là thu một lần cho nguyên mỗi khu vực sao sai đó thôi. Còn tụi mày đừng có thu giống như bây giờ là được. Thì á, có nghĩa là bây giờ á, mình... Mình không cần, mình không quan tâm tới cái câu chuyện, đúng rồi, tại mình đéo lấy nó làm gì. Mình không quan tâm tới câu chuyện nó có bảo kê không luôn. Mình chỉ quan tâm tới câu chuyện là bây giờ mày chỉ cần thu tiền một lần là đủ. Giờ bắt nó phải làm luôn, chứ đéo phải làm như vậy, đồng ý. Mình ra lệnh cho nó luôn đúng không? Ừ, chứ nãy giờ tao nghe nó nói tao cũng đéo đồng ý đâu. Tại vì đồng nó nói vậy là để anh em mình đồn á, phải... Để anh em mình chịu trách nhiệm ngược lại á, đến lúc đồn á, mình làm xong rồi đồn á, mình sẽ bị nói là độn á, tại sao phải vậy đó. Cái đó phải là độn á, cao cả mà độn á, tao thấy nó đang hơi bị cao cả đó. Nó đang lắc. Nó đang độn á đẩy qua cho anh em mình hơi bị cao cả đó, nó đang muốn nó cao cả nó. Bây giờ mình độn á trên cương vị người thắng, mình bắt buộc nó phải làm vậy. Đó, bây giờ là cho nó luôn. Để cho nó giữ lại cái đó và tất cả mọi thứ mình không liên quan tới, nhìn chỉ cần nó cam kết với mình một điều là tụi nó chỉ thu một lần hàng cho một lần, cho một nhóm một ngày. Và mà sao nãy tao tưởng là anh em tính là 100 đô một đầu người mà. 100 đô đầu người đâu, 100 đô đầu người sao bạn, làm sao bạn kiểm soát được 100 đô đầu người thì nó lại dễ ra nhiều chuyện phiền phức lắm. Bây giờ cứ một gói là tụi nó lấy một nhóm, tụi nó lấy một thùng hàng. Đúng rồi, thì giống như bữa giờ tụi nó lấy thôi. Nhưng mà cái vấn đề là sẽ không có cái vụ thu thêm 500, 100 gì khi mà vô nhà này, nhà kia, nhà nọ nữa. Thì đó là câu chuyện là vậy đó. Bây giờ vấn đề giờ ép nó mà nó đéo làm, giờ thằng Ti nó sợ chết không ta? Ai chạy sợ chết hả Nhân Giang? Giờ không làm mà... thì giờ mày lấy từng ngón tay của nó ra, mày bắt lên ghế đi, mày lấy ngón tay ngón chân nó đi. Mày muốn gì à? Được chứ. Tao nghĩ bây giờ ép mình phải nó làm nhận. Vậy đi. Ép nó phải nhận, còn không ép được nó đụng á. Còn không được nó là đụng á, mình sẽ đụng tới, bắt đầu đụng tới những người homeboy của nó, mày hiểu không? Được chứ. Homeboy của nó có thằng đen nằm ngay đó kìa. Vậy cho anh Ti lên tháo trước ha. Lên tháo trước đi, tao có cái ghế xếp này để tao cho nó ngồi trên ghế xếp. Quên, lại nói chuyện trước đã, nói chuyện trước đã. Có nói sao? Đây. Nói chung giờ mình phải bắt buộc cho bằng được. Ok. DB ơi. Đi nghe em vậy. À ok. Rồi tiếp tục. Nó rồi khô máu quá. Ba. Bây giờ anh em im lặng cái đi, bây giờ tụi tôi tiếp tục cái nào. Bây giờ Ti. Bạn nghe tôi nói không Ti? Nghe. Gì đâu bạn, lau cái nước mắt đi, lau cái cục sổ mũi nó nghẹn ở trong cái lỗ mũi đi kìa, lau cục đàm nó đi, lau đi. Không có bị gì hết á. Do cái nhớ của bạn hôi quá nên bây giờ nó hơi dinh xoang. Rồi bây giờ vậy nè. Bây giờ tôi chốt lại một vấn đề nè, là anh em tụi tôi cũng không có muốn lấy khu vô làm gì hết, chẳng qua tụi tôi bất mãn do việc là bạn với family, bạn với Vagos đồ nó thu với Taco xong vô trong kia giao hàng, family lại thu cái nữa thì tôi không thích. Bây giờ bạn có kêu là giờ nhường cho tụi tôi cũng không có muốn nữa. Bây giờ tụi tôi muốn như vậy là bây giờ tôi nhắc lại lần nữa nè, dưới sao sai đó bạn nói chuyện với nhau như thế nào đó là chuyện anh em nói. Giờ á, tụi tôi đi xuống giao hàng thì chỉ thu một lần ở dưới Taco, và khi giao hàng như vậy thì khi các bạn thu một thùng hàng ở Taco của mỗi nhóm thì các bạn sẽ lo cho tất cả cho các nhóm nó đụng nó đi giao hàng quanh dưới khu sao sai đó, vô road trip vô này vô nọ rồi lum hết, lo cho ta hết dưới đó luôn, không thu thêm nữa, không thu thêm một đồng bạc nữa, chỉ thu đúng có một cái thùng hàng cho mỗi nhóm thôi mà phải lo hết toàn bộ. Mà không chỉ nghĩa là đó, là dưới đó là phải bạn Ballad, Fagot với lại Rochit nói chuyện nhau, chứ không phải là tụi tôi bắt là chỉ mình Ballad lo cho mọi người, nó không đúng. Thì khi mà thu như vậy á thì tôi muốn bây giờ á, cái khung giờ nó sẽ có một khung giờ, chẳng hạn như 9 giờ tới 12 giờ là các bạn đâu có làm việc đó, thì tôi sẽ kêu gọi tất cả các bên 9 giờ tới 12 giờ cùng nhau đổ máy đi xuống với Taco giao hàng. Bây giờ mà tôi biết á, là bây giờ bạn thử tưởng tượng cái diễn cảnh á, một ngày mà bạn thức dậy bạn mở mắt, bạn bước ra khỏi khu nhà của bạn mà bạn nhìn thấy gọi là mười mấy hai chục chiếc xe nó chạy sao quần quanh nó đi giao hàng, xong rồi có xe của các bạn lo, có người của các bạn lo lắng, có người anh em của Southside lo lắng cho tất cả mọi người ở dưới đó giao hàng. Lúc bạn nhìn thấy cái nhịp sống của bạn thấy nhộn nhịp hơn không? Mà Ti, lúc nào ở cái khu đó của tụi tao cũng nhộn nhịp, khi mà BD nó đi qua hết, mày hiểu không? Nhưng mà bây giờ nó sẽ nhộn nhịp hơn bạn. Đó là, nói chung đây là cái ý cuối cùng của ba bên tụi bay. Vậy là đúng. Ý cuối cùng là cái ý quan trọng nhất là chỉ thu tiền và thu một lần.
không có thêm buộc. Đúng. Là nhà là nhằn 500 triệu hay là 500 ngàn gì đó vô trong mấy khu này, khu kia. Dạ bắt buộc là phải nhận, dưới sao sai phải nhận. Chứ không có là sao sai phải nhận nữa. Đúng. Đúng rồi. Đúng. Tụi tao thắng mà. Tụi tao thắng mà bạn. Tụi tao thua thì chắc chắn là tụi tao, thí dụ mà tụi bay bắt bắt buộc như vậy thì có thể là tụi tao phải phải theo rồi. Mà cái vế thứ hai nữa là cái vế mà bây giờ tôi muốn anh em đổ qua giờ giao hàng hết qua một khung giờ luôn, xong bên bạn cũng làm một khung giờ đó luôn. Nhưng mà cái điều nó khó khăn mày phải hiểu không mày men? Những thằng lớn lớn nó sẽ làm theo điều đó, nhưng mà những thằng nhóc nhóc thì nó lại không làm theo điều không, đó. Không, ngoài khung giờ đó tụi nó làm cái gì? Tụi nó bị đi dí, kệ con mẹ luôn. Tôi với các bạn là trong khoảng giờ đó là mấy bạn phải làm được những cái bạn nói là BD xuống là mấy bạn phải lo. Còn mấy thằng nào đó, mấy thằng nhỏ 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 nó không làm theo chuyện theo cái khung giờ đó hay nó làm không làm gì đó thì đó là câu chuyện của tụi nó. Tụi đâu có ép mấy bạn phải quản hết đâu đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà bọn tao vẫn kiên quyết không nhận lại thì sao? Hoặc là bọn tao nhận lại và bọn tao quyết định là mở cửa tự do thì sao? Mày giờ bạn đi. Giờ bạn quyết mày định vậy đi. Đúng không? Bạn chắc chưa? Nếu thì được. Có nghĩa là không còn đường nào nữa đúng không? Đúng. Thì bây giờ là bạn có chuyện nếu đó đúng không? Rồi, thôi, AB, mình không nên dài dòng đâu. Tụi bay làm cái con cặc gì vậy? Tụi bay làm gì bắn bạn tao này là bạn tao nha. Bây giờ bạn nhất quyết vậy đúng không? Giờ bạn muốn biết chuyện nếu đúng không? Rồi. À, đây để tôi để cái ghế xuống cho bạn ngồi nha Tí. Ngồi ghế xuống thở dạ. thở xíu Tí ơi, thở xíu. Bây giờ đây ngồi nghỉ xíu đi, nãy giờ hơi mệt. Đi bây ơi. Ê chết mẹ rồi, có thằng nào có cái ghế đây không? Quăng cho tao cái ghế coi, tao để ghế tao ở nhà mất tiêu rồi. Rồi chuẩn bị thằng nào có cái ghế xếp không? Quăng ghế xếp xuống đất cho Tí ngồi đi. Đó Tí, cái ghế nè bạn. Ờ quên nữa, ai nhớ nhẹ cầm cho bạn Tí, tao lấy cái ghế ngồi cho dễ thôi. Mấy khốn nạn này. Nào nãy giờ ngồi. Cầm tay cầm chân bạn Tí kìa, mở cái nhẹ cộng cho bạn Tí lấy ghế ngồi đi. Cái gì? Quê. Nào cầm tay cầm chân vậy. Mịt mặt đen đó. Lấy hai lỗ tai đi. AB nãy nào cầm tay nó kìa, AB mở cái tay nó ra cho nó kìa AB. Ồ. Alo, nãy nào cầm tay Tí mở cộng cái. Có lóc bích là được kia ơi, có lóc bích là được, lóc bích đi. Đây. Mở cho. Rồi, lấy ghế cho mày. Ủa thằng này kia bị gì vậy? IB bên bạn có thằng nào mặc áo đen được, mặc áo đen được trắng được sao bút không? Áo đen đồng trắng. Còn có ai mặc áo đen đồng trắng đâu? Không có, không có đâu. Biết được bọn có. Có người của Phan Gang á, người của Phan Gang á anh em ơi. Người của Phan Gang. Sao Tí? Tí ơi. Sao? Nhất quyết là vậy đúng không Tí? Tí không chấp nhận đúng không Tí? Tụi bay ép như vậy nhưng mà về cái gọi là cái sự thua, giống như là tụi tao không thể nào mà làm được điều đó trong cái việc là bọn tao thua cuộc được. Thôi mình nói nhiều làm gì giờ Tí nó không biết là nếu như cái nếu đó xảy ra thì sao chứ. Sao hả Tí? Tí ơi. Đỡ lấy ngón tay lên. Đau quá. Mấy nhỏ con gái quay mặt đi. AB, tao nghĩ là cũng phải lấy cái ngón tay ra cho thằng Phi nó cầm lên để cho nó nhìn rõ ngón tay. Nó biết là như thế nào á, AB ơi. Đợi chút. Chà em được nhìn. AB ơi. Có đau quá. Như con mày bỏ tao xuống. Chị chân ngắn qua đây em che luôn nè. Đi. Phải chắc ngón tay tao xong mày hỏi sao hả? Đâu chứ sao? Bây giờ tụi mày phải về. Tụi mày nói chuyện lại với anh em sao sai tụi mày. Là phải chấp nhận cái điều này. Thu hàng là chỉ một gói. Và duy nhất một gói. Không có cái chuyện khi mà vô Forum Drive. Không vô Road Street. Rồi vô cái đường ở bên Vagos là tụi mày sẽ thu thêm. Là một. Hai điều này nữa. Không được quyết định bởi tao, tụi bay. Đúng. Không? Không được quyết định bởi mày. Nhưng mà hiện tại khu dưới đó, ba lát tụi mày, theo như con mắt nhìn nhận của tao,
là cũng có tiếng nói nhất, thì tụi mày phải có trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Đó, tụi mày Open phone. Thôi, tụi mày lấy cái điện thoại của công ty đi. Lấy hết đồ đạc công ty đi. Ôi. Nhìn ngón tay mày kìa tí. Kìa đâu ngón tay công ty đâu cho tao coi thử coi. Mày coi đi. Ti ơi coi kìa Ti, đây nè, nhìn nó đi Ti, nhìn nó đi suy nghĩ rồi Ti, bên hông bạn kìa Ti. Đó, nhìn nó đi rồi suy nghĩ đi. Tụi mày đứng. Phát lại chị chân ngắn. Tao có thể lấy lại nó không? Kìa Tâm, bạn nhìn kìa Tâm. Đây nè Tâm, bên đây nè Tâm, bạn nhìn nè, đây nè. Tao có thể lấy lại nó không? Đây nè, đây đó đó, bạn coi đứa đi nè, đây nè, đó đó đó. Bạn coi đứa đi. Damn. Sao Ti, bây giờ bạn sĩ nghĩ sao Ti, mới một ngón rồi Ti ơi. Bây giờ đừng có hỏi tôi là giờ cái vế nếu, giờ cái vế nếu đó bỏ đi được chưa Ti? Cái vế nếu đó bỏ đi được chưa? Bỏ cái vế nếu nha. Tao nói rồi, tụi mày không phải gì? Làm được. Không nhìn cái ngón tay đó. Đéo. Đéo hả? Vậy thêm ngón nữa đi. Sự tự tôn của tụi tao không thể đó. Né, tao làm đen hết rồi, né tao làm đen rồi. Tụ ôm đi, cho dù tao có mất xác ở đây, tụi tao cũng kéo nhận. Tàn nhẫn. Né ra đâu. Sao đen? Mẹ ơi, nhận không đi. Mày cắt bán cục hết hai tay hai chân tao, tao cũng không giận. Cái ngón tay của thằng không bây giờ thằng tao nghĩ mới bỏ đây thằng nào thó lên rồi. Bây giờ tao nghĩ vậy, cắt ngón tay tụi nó cũng không giận. Cắt ngón tay của thằng này, thằng kia cũng không giận. Mà cắt ngón tay thằng kia, thằng này cũng không giận. Hai này giờ thua rồi. Hay là mình đi cắt ngón tay của mấy thằng homie của nó được. Oh shit. Oh, nghe cũng hợp lý đó Tâm. Oh shit. Ba lát cục ngón à. Tụi bay đụng, tụi bay có thể giết tao phải giết thằng đen đi, đừng đụng vô mấy thằng homeboy của tao thì tao bây giờ tụi mày chỉ cần đồng ý với tao một điều kiện rất đơn giản thôi mà. Tao đang ra một điều kiện rất đơn giản, còn bây giờ tụi mày nói tới mức đó rồi, tụi dù có bỏ xác ở đây tụi mày cũng không giận. Thì nhưng mà nó không đơn giản với mấy thằng lùn phía nam tụi tao. Hello 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 tất cả mọi người nha, mình là Ti Cục, anh em tụi tôi đến từ hẻm cục. Mà mày nghĩ thế nào đó Ti? Sao nó có giận dữ vậy anh? Mà bây giờ sao, bây giờ bạn không chấp nhận hay bây giờ cho nguyên cái khu vực homeboy đó thành giờ mấy bạn sống ở hẻm cục thì giờ cho cục tay cục chân hết nha, bạn chịu không? Giờ tôi đi xuống tụi tôi đi kiếm mấy homeboy của bạn nha. Tụi bay cho tao rồi. Cho tao một cái gì đó cầm máu để tao có thể suy nghĩ nhanh hơn được không? Bỏ lại đi, bỏ lại đi. Bà chị chân ngắn tao nè. Vô bỏ cho nó đi. Bỏ cho đen nữa kìa. Mày thấy ngón tay rồi hả? Em đói quá. Mày đưa 420 tụi bay nãy có đứa nào thó xuống kia lấy ngón tay của thằng Ti không vậy? Không chơi. Có nào thó ngón tay của Ti không vậy? Nào tháo con tay con Ti rồi, sao con tay con Ti tao mới thấy nằm đây nào tháo mất tiêu rồi. Con tay mà tụi nó không lấy về là tụi giật. Ti ơi, bây giờ má con tay bạn tụi nó lấy mất tiêu rồi, giờ sao Ti? Đây lấy tạm lên cái này em ai không có trách nhiệm dẹt ra khỏi vòng tròn này đấy. Trời ơi, đụ má lấy ngón tay của người ta nữa, con nhỏ ác ôn này. Thì 410 đứng ra ngoài vòng tròn này. Nhớ nhung tao đến nỗi lấy luôn cái ngón tay tao về làm kỷ niệm vậy. Thôi, vậy cũng hợp lý mà, đâu sao đâu. Đây nè, bây giờ tao có thể tên là Ti Cục chính ngón nhưng không thể nào có mất danh dự sao sai. Đúng, cho nên là giờ đừng chặt nó nữa. Đi kiếm mấy anh em bây giờ chặt. Rồi, cho Ti chính ngón đi, còn mấy anh em kia cục hết. Ti Cục và đồng bọn à. Ê, nhiều khi mốt có cái team gọi là team dông lao luôn á. Mình chặt một cánh đi. Dông lao. Mình chặt một cánh. À, cánh tay hơi quá. Má chín ngón có thể. Bây giờ tụi mày đúng má quyết định nhanh nhanh giùm cho tao một cái đi, tốn thời gian của nhau quá rồi. Đúng rồi, Ti ơi, để tôi còn biết nữa Ti ơi. Tụi bay kiếm hai ngón tay của tụi tao lại ướp nước đá giùm đi. Tao đang dần tỉnh táo để suy nghĩ một tí rồi. Sao bây giờ nhanh nè, bây giờ khó quá thì đi xuống dưới cắt mấy hồng bôi thôi, có gì đâu Ti.
Má, bây giờ tôi nói thiệt nha Ti. Bây giờ tôi không biết mà tôi tưởng tượng cái cảnh mà đi xuống dưới đó mà cắt ngón tay của mấy người anh em homeboy của bạn, không biết tưởng tượng cái cảnh nó ra sao luôn đó Ti à. Không nghĩ là mình không tưởng tượng được đâu. Mà chắc Ti tưởng tượng được á. Bây giờ nãy nó bị cắt lần rồi, mà giờ anh em của nó cũng bị vậy nữa. Cái cảm giác đó nhân nhiều lên. Rồi chưa kể nha, ở dưới đó có con bé Sam với con bé Miu. Cho bạn nghĩ coi, hai đứa con gái mà muốn ra đường cục ngón tay thì người ta coi ra cái gì bạn? Trời ơi. Má, tôi chưa nghĩ tới cái này luôn đó Tâm ơi, tôi chưa nghĩ tới cái này đâu bạn. Tụi bay đừng thao túng tâm lý của tao. Tụi tao cứng lắm. Cứng thì cứng chứ còn cái chỗ mềm chứ. Để tao tự nhích lên cho. À, bây giờ cứng lắm hả Ti, cứng lắm vậy bây giờ coi thử coi nha Ti. Cánh tay thì sao hả? Cánh tay thì sao hả Ti? Hey! Má mệt quá. Bây giờ tao thấy nó dễ quá mà, tụi mày chỉ cần chấp nhận một cái điều đó là xong rồi mà. Cái đó là cái món cái nãy tụi mày nói, cái đó là cái chỗ tụi mày làm ăn chung đúng không? Cái đó là cái lợi ích chung của tụi mày, thì tụi mày phải có trách nhiệm với cái lợi ích chung đó. Và cả ba bên tụi mày cũng phải có cái trách nhiệm với cái lợi ích chung đó chứ, làm sao mà trách nhiệm đổ cho một mình bên ba lát tụi mày được. Cái gì vậy? Mày đừng thả thằng bạn tao xuống. Anh ơi. Anh ơi. Tì. Sao đó mày men? Đéo. Mày thích thì tụi mày đi kiếm với thằng em tao đi. Đây. Má tụi thấy thằng đen nó vẫn chưa sợ ta. Đây. Trời ơi, tới rồi. Bây giờ làm sao Ti? Huy. Dẫn nước ra. Dẫn nước luôn. Dẫn nước là mày. Dẫn nước mày. Mày ở đây. Coi mày đừng làm vậy. Coi chưa? Nó không đợi mày. Ơi mày ơi. Cái quá vậy? Đen. Bây giờ bạn đường đen vô đây, Lòng gì vậy? Nè, đó Ti, bạn nghĩ sao Ti? Bạn nhìn má, bạn nãy bạn nhìn đụng mắt cái miệng của con đen nè Ti, nước nó dính đầy cái miệng Ti luôn à, đen luôn à. Thôi được rồi, tao sẽ nói một lời cuối. Thằng đen trong lúc nó gần đất xa trời ngáp ngáp mà nó còn say đéo nữa thì bà lát on top, đéo bao giờ nhận lại. Tụi mày làm gì thì làm đi. Lì ác. Mẹ nó cứng đầu. Đủ quá má, coi như tôi năn nỉ tụi mày nhận lại luôn á. Lợn lại đi. Yêu. Đừng có đéo nữa. Tụi mày đánh làm chi? Rồi lại cuối cùng là năn nỉ nhận lại. Con đỉ mẹ nó. Lộn nói đúng dữ vậy ta. Sao nhận lại hả? Ti, khác đéo gì mình phải làm con chó cho tụi nó đi canh đâu. Thả tụi đéo. Chết. Thua thì làm con chó. Nhận được con Ti. Ừ. Nè, Ti, mày nhìn nè Ti. Ti, mày nhìn nè Ti. Nó đánh được bao nhiêu phút? Nè, để thử coi, đéo nó đánh được bao nhiêu phút nè Ti. Rồi, nó im rồi, bất tỉnh rồi. Thấy ngáp một nữa. Ti ơi, đen em nè, Ti ơi. Nhìn đi. Đéo. Ây da. Má, thấy đen im luôn rồi ta. Ai đem bi lông lên coi. Mày dí chết nó rồi. Không, nó chưa chết đâu, nó chưa chết đâu, tôi nghĩ nó chưa chết đâu bạn. Sao bây giờ bạn suy nghĩ kỹ đi Ti ơi, má tôi nói đồ má. Tụi tôi đánh nếu mà tụi tôi muốn lấy cái đó của bạn đâu, hiểu không? Chẳng qua tụi tôi bất mãn với việc mà mấy bạn không quản lý, mấy bạn thu tiền tùm lum, bạn hiểu chưa? Hả? Nãy giờ đúng không? Đúng không? Bạn nhắc cho tôi đi, nếu như tại sao ngay từ đầu mấy bạn với Rochit nó lại không có một sự gọi là hợp nhất với nhau vậy? Đây, đơn giản rồi, miền Nam có ba bên. Vagos, Ballad, Rochit Family. Tụi tao toàn là dân ổ chuột, sống với nhau từ nhỏ nhưng mà đã ghét nhau từ ngày xưa đến bây giờ rồi, mày hiểu không? Tụi tao muốn bảo vệ cái miền Nam chỉ đơn giản là muốn lấy lại từ tay của mấy thằng miền Bắc thôi. Ngược lại thì tụi tao vẫn có cái sự hận thù riêng và không thể nào mà tương tác qua lại giữa ba bên được. Những cái thống nhất, những cái gì chung với nhau thì còn có thể nói được. Còn cái việc này tụi tao không thể tương tác vô được. Tụi tao cũng không thể vì cái chuyện đó mà đi qua
đánh cái tụi family được. Một thằng đủ 50 mạng, một thằng có 10 mạng. Đâu, nãy giờ đâu có nói về cái chuyện là tụi mày phải đi qua đánh bên family làm cái gì. Chỉ cần tụi mày về nói chuyện cho nó ra một cái lẽ. Nhưng mà mày phải biết là giữa ba. Vậy bây giờ tao hỏi mày nè, mày thu một cái gói hàng đó. Rồi cái gói đó là chia làm sao? Thì đó, bên nào bên đó ăn. Là bên nào bên đó ăn? Bên nào bên đó ăn. Vậy sao kêu là ba lát thu rồi thì ba gót không thu nữa? Đúng. Thì đúng rồi. Vậy sao giờ đó vậy sao tụi mày không chốt lại nhau đi, là thí dụ như bên ba lát tụi mày thu rồi thì ba gót không thu nữa. Ủa, thì mày mấy thằng kia cũng không thu nữa. Ủa đây. Tao nói từ đầu mà, ê mày hỏi con BC đi. Tao phải đáng tao giới lên để tao nói đó, tao tức quá mà. Mày hỏi con BC đi. Nhưng mà đó là cái vấn đề. Đó là cái vấn đề là tụi nó thu. Không làm được. Nhưng mà đó là Rochit, Rochit nó thu, tụi family nó thu. Không lẽ giờ muốn đụng mấy anh em website xuống nói làm gì với tụi đó, trong khi đó là ở dưới đó mấy con mấy anh em mới đó phải tự nói chuyện nhau chứ. Xong rồi cái chuyện riêng của tụi bay. Chuyện của tụi bay với thằng family. Tụi tao còn chưa biết điều gì, tụi bay đi xuống, tụi bay muốn tuyên bố lấy lại cái taco. Thì tất nhiên là tao với thằng Vagos cũng đéo có thể hiểu được. Và muốn bảo vệ cho bằng được cái sao sai. Thì cái vấn đề hồi nãy tao đã nói rồi đúng không? Tôi có nói với bạn rồi là mấy bạn cứ nói với nhau là sao sai. Nhưng mấy bạn lại đéo nói rõ với tôi là bây giờ vô khu nào thì người đó thu. Rồi cái vấn đề tôi đang bất cập suy nghĩ ở đây nè. Là Ballad thu rồi thì Vagos không thu. Hoặc là Vagos thu rồi thì Ballad không thu. À, tới Logic thì lại là một câu chuyện khác nữa. Ừ, đó có nghĩa là tao còn chưa nói cái ý của tao. Tính ra tụi tao còn chưa nói cái ý sắp tới của tụi tao. Mà tụi bay hả, thằng Tâm nó vô. Bây giờ cái ý của bên website tụi tao là muốn lấy lại cái taco. Rồi xong nó bỏ đi. Đâu, anh nói vậy thì chết đĩ mà em rồi anh Đen ơi. Hồi nãy em mới gọi mọi người giải thích. Xong thậm chí một tí giải thích hai ba lần luôn. Em vẫn đéo hiểu. Cái ý của tụi tao là bây giờ là một tuần đúng không? Có 7 ngày. Tụi tao chỉ thu 6 ngày thôi. Bỏ một ngày trống. Thì thí dụ thứ hai là Vagos, thứ ba là Family, thứ tư là Ballad. Thì cái ngày đó thì tới ngày của bên nào là bên đó chỉ đi thu thôi. Và đảm bảo chỉ thu một hộp thôi. Đó. Thì cái này là cái cách tụi mày giải quyết đó. Tao chưa đó nói thì đủ mà. Tao đang tính nói. Thì ý là từ nãy giờ coi như là đủ. Bỏ qua cái câu chuyện là tao chưa nghe câu chuyện đó đi. Nhưng mà nãy giờ ý là đang muốn nói ra là đó, là đó, cách này đó là cứ nhận đi xong rồi về làm theo cách này là xong rồi. Nhưng mà bây giờ tụi tao thua rồi. Nó ra từ trước đó nhưng mà bây giờ tụi bay đánh rồi, tụi tao thua rồi, chẳng khác nào tụi tao không nhận. Lại là tụi tao làm con chó cho tụi bay hả? Ờ kìa. Không nhận lại được. Sao vậy? Sao bạn nghĩ sâu xa vậy bạn? Bạn nghĩ nó đơn giản cho cuộc sống bạn dễ thở đi tí. Trời ơi. Rồi cái giống từ giấc từ sự tự tôn trong lòng da đen ác lắm. Rồi cái giấc mà tụi tao mới đi bảo kê. Rồi cái giấc mà tụi tao phải đi bảo kê cho tụi bay là tụi tao chỉ đụ vã cắm cái đầu đi nhìn tụi bay thôi đó hả? Đâu bây giờ bỏ luôn, ok, bây giờ nói vậy đúng không? Bỏ luôn, nếu như mà làm được theo cái câu chuyện là chia tuần vậy đi, chia ngày vậy đi. Đéo cần phải tự giấc đủ mới 9 giờ tới 12 giờ luôn. Nhưng mà ý là chỉ muốn là rõ ràng thôi. Ý là vấn đề tụi tôi muốn bạn rõ ràng hiểu không? Tại vì đụng á, bạn cứ kêu là đụng á, mấy anh em cứ kêu là anh em sao sai thì dĩ nhiên là sao sai, có cả Rochit, có cả Vagos nữa. Mà chỉ có Ballad với Vagos lên với nhau thôi, còn mỗi Rochit là nó đang nằm lẹt quẻ mày hiểu không? Đó nói từ đầu, đây là cái công việc của chung thôi, nhưng mà nếu như có đụng chuyện thì một mình Ballad tụi tao chịu. Tụi quay kéo về kéo phái đông làm gì? Tụi phải qua nói chuyện với Ballad đầu tiên để mà rõ. Đúng rồi, tụi bay phải nghe được cái việc tụi tao đang cố giải thích cho tụi bay chứ. Má cái câu chuyện này nó đi. Ít chữ, ít học nên giải thích nhiều khi nó quằn nên tụi bay không hiểu được thôi mà. Thôi chung quy giờ tóm lại là vậy đó. Bây giờ cảm thấy sao, bây giờ cảm thấy không được nữa thì thôi đi xuống dưới hẻm cục biến cho thêm vài người nó bị cục luôn đi. À, con gái đẹp à, cô Sam xinh đẹp, mất con tay hơi bị kỳ chứ. Không được, được thì cạo chọc con sếp ơi. Cạo chọc và tóc nó mọc lại mà. Mọc lại bình thường mày. Thì bôi bây giờ tụi bay có thể cho tụi tao về suy nghĩ trong vòng 24 giờ không? Thì tụi tôi cũng muốn bạn suy nghĩ mà, tiện bạn không chịu suy nghĩ. Bạn này đòi một hai bạn cứ đòi là đòi. Không được. Niềm kiêu hãnh.
có ai kêu bạn là con chó đâu, chừng nào bạn sổ thì có tôi mới kêu bạn là con chó chứ giờ bạn không sổ sao để tao không có nghe thằng nào vừa kêu thua làm chó. Ai vậy? Ai vậy? Bạn kêu mẹ tụi nó đi ở đây, tụi tôi nói chuyện, ba tụi tôi nói chuyện với bạn thôi mà bạn để ý mấy kia làm gì đúng không? Nói không, bây giờ dễ dàng không? Bây giờ anh em về anh em suy nghĩ đi, bây giờ anh em suy nghĩ đưa ra một cái gọi là giải pháp thích hợp đi. Thì tôi muốn sao sai cũng phải có phải có cái sự đồng thuận chung, như chẳng hạn như bây giờ tụi Rochit, Rochit nó đéo đồng tiếng nói với bạn thì giờ đụng mấy bạn qua đụng mấy bạn cứ bêm nó suốt ngày luôn. Đúng không? Nếu như giờ tụi nó đéo rồng tiếng nói với bạn thì bây giờ chỉ có Balat với Vagot chấp thuận điều này. Thì bây giờ độ má đi qua Rochit mà Rochit thu thì độ má Balat với Vagot đã nhận Taco thì độ má Balat với Balat hoặc là có thể Vagot độ má qua thẳng bên kia bụp Rochit luôn mà, bụp tụi The Family luôn mà. Bây giờ tao sẽ mang tao muốn chỉ của tao là về suy nghĩ trong vòng 24 tiếng. Cái tụi tao muốn câu trả lời cuối cùng. Tì à? Ok, mày nói đi. Cái tụi tao muốn chỉ là cái thành phố này nhộn nhịp thôi Ti à. Đó cái điều mà tụi tao muốn á Ti. Cho nên lát nữa mày về mày suy nghĩ đi. Tao chưa đủ rồi. Tụi bay cứ muốn làm gì tụi bay làm. Tụi tao nếu dùng tay vô nữa. Open wide for all. Sao bây giờ đen thì lại không muốn còn Ti lại muốn 24 giờ và rốt cuộc giờ sao giờ tóm lại là cô Sam mất hai ngón út đúng không? Thì bây giờ mày để tao mang thằng đen về điều trị cho nó. Bây giờ tụi bay có thể trả cho tụi tao hai cái ngón tay được không? Mà bây giờ bạn nhắm là bạn có về được không? Tại bây giờ đen cứ là kêu không chịu kìa. Bây giờ sao? Bây giờ bạn với đen phải có tiếng nói chung với thống nhất chứ, để tụi tôi còn biết là có đi xuống dưới kia không, cắt tay cô Sam này không chứ. 24 giờ tụi tao sẽ trả lời đích thân, tụi tao sẽ qua trả lời cuối cùng cho tụi bay. Ở lúc đó là mới biết là có cô Sam có cục tay không đúng không? Rồi, ok. Rồi đúng 24 giờ sau anh em gặp lại nhau ha. Ok. Tao Tâm với AB thấy sao? Anh em thấy sao? Chứ giờ dài dòng quá đâu có là gì đâu. Mà có thằng nào trả lại cái điện thoại cho tao được không? Rồi, quyết định gì đi. Nào đưa cái xe máy cho Ti với lại cho Ti chở đen về kìa. Thó hai ngón tay trả đi chứ. Với lại đứa nào thả tụi tao hai cái ngón tay nữa. Đứa nào thó ngón tay của thằng Ti do thằng Ti vậy nó nối tay lại kìa, đứa nào kìa. Hai ông để lấy rồi. Ti. 420 đàm coi, 420 đàm hỏi coi đứa nào thó hai ngón tay của thằng Ti trả lại cho thằng Ti kìa. Kêu nó cắt mẹ luôn cái bàn tay đi. Cái gì? Cắt luôn mày tay luôn hả Ti? Mày kêu nó cắt mẹ cái bàn tay đi. Tao giờ lấy cái tay. Rồi. Tao lấy cái bàn tay khác tao gắn vô cho mày. Ti ơi. Nói ra bây giờ Ti thích cắn nguyên cái bàn tay đúng không? Má AB ơi, Ti nó muốn mất nguyên bàn tay rồi kìa AB. Cánh tay luôn thì sao? Cánh tay luôn thì sao? Cánh tay luôn hả? Cánh tay luôn thì sao? Cánh tay anh ơi. Sao Ti, bạn suy nghĩ kỹ đi Ti, chứ nãy giờ tôi thấy đen nó nói hơi nhiều rồi đó Ti ơi. Đừng để anh em đổi ý Ti. Để ý mẹ nó, để ý mẹ nó quằn dữ vậy trời. Chưa xong luôn hả? Chắc phải ngủ bữa đâu quá. Đủ quá muốn ngủ gục luôn. Ấy bộ đồ mình mà dính mưa nó ra màu nào tao. Bây giờ kiếm đéo ra ngón tay thì độ má chặt mẹ hết bàn tay rồi tụi tao về tụi tao tự nối bàn tay khác. Tụi bay đồn tao hiểu không? 420 tự báo đàm cho nhau đi, hỏi có ai cầm ngón tay của công ty trả lại đi, nhanh lên đi. Không bố nói rồi, còn thằng đen. À còn ngón tay của đen nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Ngón tay màu đen không? Ủa ngón tay đen nãy có cắt đâu, nãy có mình Ti ngồi trên bàn cắt cho dễ thôi mà. Có cắt đâu. Không có cắt nhưng mà đâu cắt lìa đâu, cắt còn dính lại miếng da đó. Đúng rồi, đâu có cắt lìa đâu. Lắng kìa, đâu lìa. Nhìn lủng lẳng kìa, có ngón à, có ngón lìa. Má ghê quá rồi mày ơi. Ngón kia lủng lẳng mà. Không sao đâu. Nắm tay đen cho chặt nha bạn. Được rồi, tao mang nó về đã. Anh em có con xe máy nào không đưa cho Ti chạy về kìa, nãy thấy con nào chạy con xe máy kìa, đưa con xe máy cho Ti. Chạy xe máy vô đi cho Ti chở đen về kìa. Kìa đó thì có là dê lại đây đi, dê lại đây đi cho Ti chở con đen kìa. Ê, đầu quá không gặp cao nên dữ vậy trời. Thôi xuống xe điên lộn. Ai mà lâu không gặp. Ai đó ra lấy đồ ăn nè anh em ơi. Người quen biết người quen. Thôi đi đưa chìa khóa cho Ti kìa. Mà nhìn chặt có nha đen, mà nhìn chặt Ti nha. Đâu lấy gì vậy, cột lại chứ nhìn gì nữa. Không sao đâu, còn bên đây mà còn xài được. Tao dính cái giò nó rồi nè, tao dính cái giò nó rồi. Gì 24 giờ nha. Cho tao mượn cái điện thoại coi thằng nào lấy cái điện thoại rồi.
là điện thoại giả đi. Ê, tao không dùng máy mấy tầng này. Mấy tầng này đủ mà lấy đồ cho bắp chi vậy? Nè, xuống đây nè. Tôi nhớ nhớ là tôi chưa gặp chắc, trai. Chắc là tôi không để lại dạ, ấn tượng chung chung trước sao ai có chừng đập đến á. Tôi có chịu thôi. Em gái này là ai đây? Chú chứ hỏi em gái này là ai? À, BC hả? Chi Long nha, Chi Long. BC quên anh bia rồi hả? Cái gì anh bia á? Sao bữa Michael kêu con đi nhảy cầu rồi. Đường đi xuống. Tôi nói gì không? Đường đi. Gì nó vậy? Còn gì đó vậy? Đủ má tới lúc này mà vẫn còn hoàn bạn sao vậy trời. Rồi. Rồi giờ sao? Giờ bị gì vậy Ti? Giờ là không có chìa khóa đâu. Chạy chạy hối luôn đi chú ơi. Đồ cùi đâu ra đưa chìa khóa cho Ti kìa. Đó đó, mấy anh em tôi về mọi người ơi. Con. Giờ đây chú coi. Dạ. Chạy. Thằng nào chạy xe máy đây mở đưa vô bãi cho con. Ê sao con. Con chiếc xe lóc lại con xe lóc chìa khóa xe này lại cho con Ti kìa. Nhanh lên, nào có lóc quýt kêu Ti xuống đi. Xe lên xe anh em ơi. Anh Tâm ở lại anh Tâm ơi. Anh Tâm ở lại nói chuyện đi anh Tâm ơi. Trời cái lồng máy nữa hả. chị hai ơi. Ủa ai đang đi chiếc xô tình xanh vậy mọi người? Alo. Đi vô trong vũ cũng hơi vui không? Ai đang đi chiếc xô tình xanh vậy mọi người ơi? Ai đi chiếc xe anh em ơi đứng tỉnh tảng ra anh học coi chừng nha anh em. Ủa sao nãy có xe điêu lợi vòng vòng hút mình hoài à? Ta chạy ngang mà đường này đường đi thì không biết không biết nha chị không biết nha chị luôn à. Sếp có đi không chị? Will cho đây nói chuyện nè Will. Sếp có đi không? Will với lại Tommy đâu Tommy? Nó xa quá hả? Về cả đó về cả. Hả? Nói không? Không. Nhắc được. Ai cần chiếc siêu tình thanh thì mọi người. Rồi. Alo. Không có gì thôi bỏ đi chị. Anh em mình không ai trả lời là không đúng không? Cố hỏi làm gì vậy? Anh em mình thống nhất nhau đi. Má tụi nó quằn quá luôn á. Giờ nó nhất quyết nó không lấy rồi. Kiểu như tụi nó mà suy nghĩ là tụi nó bây giờ đoạn tụi nó thà nó thua tụi nó bỏ chứ tụi nó đéo làm. Ý nếu phải nó suy nghĩ là tụi nó muốn bỏ để mà đụng má cho anh em mình vô mình đớp xong bắt đầu đụng má tới phiên mình là bắt đầu vạch lá tìm sâu tìm lỗi đó hiểu không? Khi mình đang đớp lại cái đống tức này đó. Đúng rồi, là mình đụng má mình sẽ dính lại giống như tụi nó vậy đó. Mau phát đi ra chỗ khác tụi anh nói chuyện nha mau phát. Đó, ra là vậy đó nên ra tụi nó mới 1-2 tụi nó đéo chịu lấy đó nó cứ 1-2 nó đòi trả đó. Bây giờ anh em nghĩ ra vài phương hướng cho 24 giờ sau đi. Sao đủ quá, ta suy nghĩ nó sẽ bỏ luôn cái ba lát đấy mày. Có đâu, dễ gì. Má, ta nghĩ tới đó rồi đó, ta nghĩ nó bỏ cái ba lát rồi. Ủa, tụi ba lát này tự ái cao lắm á. Hồi nãy tụi bay thấy nó đeo cái dây chuyền trang gan không? Phải không? Thằng Ti nó đeo cái dây chuyền trang gan đó. Hôm trước tụi nó còn setup dài trang gan, nó đi vòng vòng nữa kìa. Đúng rồi. Còn nó đang tính tới cái việc đó đó. Ừ. Là nó đang muốn liếm xuống cái nó muốn liếm xuống khu Little Soul. Đúng rồi. Mà nó có gì thơm ta? Nó có gì thơm không? Có gì đâu. Có phương án thứ hai là đụng á nó bỏ cho mình gì đó xong đụng á ngày mai mốt nó lại kéo mình lại chẳng hạn như tới phiên mình mà mình biết nổi thì nó lại kéo xuống nó kiếm mình nữa. Nó kéo lên nó kiếm mình. Yeah. Bây giờ sao giờ anh em? Bây giờ anh em phải đưa ra những cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ơ thằng lồn nào bên trên nghe vô đây kìa bạn. Lồn nào đây? Đâu đây? Lồn ơi đủ má. Gì vậy? Thằng nào đây? Levi. Thôi người bên mình.
Thôi bây giờ anh em suy nghĩ đi, bây giờ đụng á, bây giờ mình phải suy nghĩ ra được chứ không đụng á, đợi tới ngày mai mà nó mới... Ủa nha. Chứ đợi tới ngày mai mà nó lại nhảy qua cái lại là đụng á, mệt á. Đó, tao nghĩ cái đường sáng nhất cho tụi nó là gì, nó cứ bỏ ba lá thôi. Giờ ba lá thua vậy rồi, danh dự cái thứ không còn rồi, nó chỉ có bỏ thôi. Mày nghĩ sao? Cái ý tao đó. Thì đó là một tình huống có thể xảy ra đó. Tình huống thứ hai là tụi nó đéo bỏ mà tụi nó đụng á. Tụi đéo bỏ nó bắt buộc nó đéo nhận, cho dù mình làm gì đó nó cũng đéo chịu nhận. Đó là hai tình huống đó. Còn tình huống thứ ba nó tình huống dễ hơn là tụi nó sẽ làm theo những cái gì mà mình nói, nó chấp nhận nó làm, nguyên cánh sau sai nó chấp nhận làm. Vậy thì dễ cho mình rồi. Tình huống thứ ba thì dễ rồi. Thì đó, giờ có hai phương án xảy ra đó, có hai phương án có khả năng có thể xảy ra đó. Tâm thì sao Tâm? Tâm nghĩ được cái hướng nào không Tâm? Chưa ra. Tại vì cơ bản bây giờ thiếu thông tin quá. Cơ bản là giờ nó thua cuộc rồi, nó không có nhiều sự lựa chọn, hiểu không? Giờ mình có nghĩ ra cũng khó. Tại vì kẻ thua cuộc rồi mà, nó thua rồi. Nó không, nó ít đường lắm. Nó có nhiều đường thôi. Trước hết là tao nghĩ nó cho cái taco rồi, cái chắc rồi đó. Cho gì anh em mình dành để nó cho nó có được. Ủa mình chứ cho gì? Đó. Má mà khổ phải lột câu chuyện má, tao tưởng nói chuyện mà nãy Tâm ở trong đó Tâm nói vậy, Tâm còn nhớ mang máng không? Tâm kể lại cho anh em nghe nãy giờ. Cứ đợi nó, đợi nó nhớ mà. Đại khái là hỏi tụi nó bây giờ cách thức tụi nó làm việc như thế nào, làm việc ra làm sao. Thì á, mấy bữa trước á, thì tụi nó kêu là để bên Balad nói chuyện lại với bên Family về cái vụ là tụi Family thu tiền thêm. Rồi bây giờ thì nãy vô bên Balad lại nói theo kiểu là vô tới khu nào giúp mặt thì phải nể mũi. Là có nghĩa là bên đó nó chấp nhận cho tụi Family làm cái điều đó. Rồi hỏi ra thì nó kêu là bên Balad thu rồi thì Vagos sẽ không thu nếu như Vagos biết, hoặc là ngược lại, Vagos thu rồi Balad sẽ không thu nếu như Balad biết, nhưng mà mấy thằng lồng Family cũng thích là thu đó. Là bây giờ ở dưới đó nó bị cứng thì chỗ mấy Family đúng không? Rồi nhưng mà ý có nghĩa là tụi nó không, tụi nó ý tụi nó đang nói là tụi nó không thể nào mà liên kết được với nhau theo cái kiểu giống như là đó, bây giờ giống như là ba anh em mình đi, tụi nó không có liên kết như vậy. Mà tụi nó là chặt ghét nhau. Nhưng mà tại vì chung cái sao sai nên phải ăn cùng nhau một mâm thôi đúng không? Nhưng mà cái khó chịu ở cái chỗ á là bây giờ lấy một gói hàng để bảo kê, đúng không? Gọi là vậy đi. Nhưng mà là có đúng cái chỗ taco vậy thôi hả? Rồi đi ra một hai cái đường khác, ví dụ lên một hai ngã tư thu hàng tiếp thì cũng được. Rồi chạy qua kia vẫn bị kia thu, chạy qua đây vẫn bị này thu. Thế là nó làm sao á? Nó rất là lộn xộn. Đúng rồi. Nói chung là tụi nó không có connection được mấy cái đó. Đúng, nếu như mà tụi nó ghét nhau, chấp nhận là tụi nó ghét nhau. Nhưng mà cái này là một cái miếng mồi chung của tụi nó đúng không? Tụi nó đã chấp nhận cái miếng taco là cái miếng mồi chung của tụi nó. Thì tụi nó phải nói chuyện với nhau làm sao cho nó được chứ. Kiểu tụi nó khơi khơi á, tụi nó không có quan tâm lắm á. Tại vì đã nói là đụng á, đã nghe bữa ở trong nhà hàng á, tụi nó kêu là bây giờ đụng á chuyện với sao sai để sao sai tự quản lý, thì sao sai có cả kia nữa mà quản lý cái đó sao được. Đó, còn đấy không được thì quay về như hồi trước đi, để mẹ nó cho bên dealer người ta giải quyết đi, nó thí dụ vậy. Đó là cũng là một cách đó. Chứ còn một quản lý giờ rối bỏ mẹ được. Tại vì cái người mà người ta bị thu tiền á, người ta khó chịu lắm. Mấy anh thu tiền tôi, mấy anh nói là mấy anh bảo kê cho tôi. Mà tôi mới nhích được có 2-3 cái ngã tư lên kia lại tôi bị thu lần nữa. Nhích 2-3 ngã tư xuống đây lại bị thu lần nữa. Trong khi đó cái khu mà giao cần xa chỉ có cái đám mà vô gia cư bên đó nó hút nhiều, chứ khu trên này ai hút. Đó giờ mình chỉ có lựa theo 24 giờ sau coi tụi nó nói 24 giờ sau để coi tụi nó nói chuyện nó tính toán như thế nào nữa thôi. Bây giờ chấp nhận gì đó thì bên này anh em tao chỉ muốn là anh em mình toàn còn ba đứa mình đứng đây á, là để mình tính coi là nếu như những phương án kia nó xảy ra thì anh em mình sẽ xử lý nó như thế nào á. Còn mà hoàng nhất mà... là nó đéo nhận đúng không, tụi mình cũng đéo lấy luôn, bỏ khu đó luôn, coi như khu đó không ai bảo kê, không ai bảo kiết gì hết, ai làm gì làm, muốn sao đó thì sao, đi thì giao hàng tự giải quyết được với nhau.
tự giải quyết trong cái nội bộ của mình, không liên quan đến dán thằng nào hết. Đừng có gì ra nhận bảo kê đó, thằng lồn nhận bảo kê đập lồn đó. Thế thôi. Ok, thì đó, giờ nếu như phương án mà tụi nó nhận á, thì tụi nó nhận thì càng khỏe. Mà phương án không nhận á, thì giờ cặt bỏ luôn ta côn đó, đéo nào thu tiền, đéo nào làm gì đó đó. Chỗ đó là giường không nhà trống. Còn phương án thứ, đúng hồi nãy phương án thứ ba là gì ta quên rồi ta. Thứ ba là nó nhận. Nó bỏ ba lát rồi. Nó bỏ ba lát thì tao nghĩ chuyện nó không có đâu. Tại vì dễ gì đổ một cái tên kia dựng biết bao lâu rồi tiện đi bỏ. Nghe nó vô lý lắm. Lại tụi nó đã là ba lát rồi mà tự nhiên giờ tụi nó đã qua nghe kỳ kỳ ha. Đúng rồi, kỳ, không có chuyện đó xảy ra đâu, tao nghĩ không có đâu. Mà nếu như có phương án đó xảy ra thì nó lại là một câu chuyện mới nữa. Đúng rồi. Nó câu chuyện mới nữa, giờ nó bỏ trống vô đó thì sẽ có người khác lên làm ba lát. Rồi ok, vấn đề đó xong rồi. Với lại bây giờ á, tao với tao Tommy nè, có nên giới thiệu cho Tâm cái đó không? Cái mình đang chuẩn bị làm ha sếp. Có chứ, mà anh em cầm với em không cầm, đưa cho anh em cầm. Thằng nào có cầm cây đó trong đám anh em mình, nãy nào cầm cây đó cho tao mượn ấy ơi. Cái cây mà hồi chiều tao phát cho anh em trước khi lên đường á, một thằng. Anh em ơi, anh em đâu hết rồi? Thằng Thái kìa, Thái có cầm đúng không? Kìa, nó đem xuống anh ơi, nó đem rồi. Ô khoan, nó có tiện không vậy ta? Tiện. Mắt tôi đang nhìn bốn phương tay, tôi đang nghe tám hướng á, kiểu vậy á. Đây nè, đây. Rồi, đây bây giờ mày đưa... là thứ mà tụi tôi... Đưa thẳng ra... Thôi, bây giờ mày đưa tao đi, mày đưa đây tao đi, đưa đây Tommy. Bỏ đất đi, đưa cho anh đi Tommy, bỏ đất đưa anh đi, để anh dịu cho dễ nè. Bên này chế được súng rồi ta. Thì sao ta? Để bên này chế được súng. Bây giờ vào hẳn vấn đề luôn nha. Bây giờ thằng điện tao nói với AB luôn. Bây giờ bên tao đang tính sắp tới tụi tao có thêm một món món mới luôn. Đây, giới thiệu với anh em một cái thứ đầu tiên. Anh em nhìn kỹ đó nha. Bắn hết công lực sếp ơi. Đây, thử đi. Đây nè nè. Nè, nhìn thử nè. Không, tao á, tao. Đó anh em đó, như Tâm nhìn thấy là cái này là nó là nó liên thanh đó, Tâm hiểu không? Đây nè, để cho Tâm bỏ đất cho Tâm coi thử nè. Đó, Tâm coi thử đi. Rồi lắp phiên bản 2. Cái này tên gì á Giang? FNX45. FNX45. Bắn thử cho bạn. Máy. Cái này là dữ. Bóp coi liên tục. Qua wow, thời đại nhanh vậy. Ừ, xuống đây em giết 5 thằng rồi á. Đó. Đó, giới thiệu đó. Muốn thời đại nhanh vậy. Mày cầm thử đi AB. Bóp còi liên tục nha. Đừng đè. Đây là cái côn nè, khi mà nó bắn nè. Rồi con nào lấy lại đi Durant, lấy lại đi Durant. Đây đó. Đó. Giới thiệu cho anh em cái món đồ chơi mới đó. Đi Tâm đi vô đây nữa. Đây nè. Cái đó ngoài đó, ngoài ra cái đó là một nữa, với lại cái này nữa là hai nè. Anh em thấy con dao của tôi nó khác không? Khác biệt không ta? Dao chiến người ta. Đâm nhanh. Sát thương cao. Đó, thì bây giờ tôi nói là bây giờ trên cánh bờ tây này anh em mình có thể tự cung tự cấp rồi đó Tâm. Giờ giá đi Giang ơi, giờ vấn đề đi Giang ơi. Bây giờ giá thì còn phải đưa lại, phải để tao với anh em ngồi thảo luận lại thêm một ngày nữa, tại vì tụi tao mới kiếm được cái nguồn thôi, chứ tao chưa có rõ ràng lắm về cái giá, tao phải tính toán lại. Đó thì bây giờ là nói hẳn cái luôn á, là bây giờ trên thị trường sẽ có sự thay đổi ở đây á, là chỗ là bây giờ á, súng ống rồi, tao nghĩ là từ bây giờ trở đi chắc không còn cần phải mua súng ống từ BD nữa đâu. Đó tao nói hẳn luôn là vậy luôn đó, là bây giờ tao nghĩ trong tất cả các bên thành phố cũng vậy nữa, tao nghĩ chắc không có riêng mình tao có nguồn hàng đâu, tao nghĩ cũng sẽ có thêm
thêm vài bên nữa có nguồn hàng á. Tôi nghĩ là bây giờ từ giờ trở đi là xuống ống nguồn hàng là dưới phía phía độ mặt tối thế giới ngầm này là bây giờ chỉ có tự anh em tự cung cấp thôi, chứ không có chuyện mà anh em mình cần phải giao dịch với lại BD, làm việc với lại BD nữa đâu. Đó thì nói cho Tâm biết sơ là giờ xuống ống là giờ cần thiết thì bây giờ phía bờ Tây tụi mình tự cung cấp cho nhau được. Ok rõ rồi Dương ơi, rõ rồi. Ok đó. Mà dán dao thì sao Giang? Dán dao nhìn cũng thích á. Thì tới tao về tao suy nghĩ lại đã. Mà tao nghĩ nếu hay hơn, nếu hay đụng á, tao nghĩ nếu hay mà đụng á anh em phía bờ Tây mình mà nếu như mà có xài đồ cận chiến mà nếu như mà đổi qua cái này nhìn nó cũng hợp lý á, nhìn nó cũng có cái nét riêng của phía bờ Tây mình đó. Mấy cho cái cầm kỷ niệm chơi. Đi. Tâm nghĩ sao? Tôi hả? Tôi thì sao cũng được bạn. Tại tôi không có đam mê mấy cái môn cận chiến này lắm. Nói chung là nó nhìn mình nó sẽ khác đi thôi chứ không có gì cả. Bây giờ Tommy có giữ cây dao nào trong người không Tommy? Tommy có giữ cây dao nào không Tommy? Tommy ơi. Quê lồn. Quê. Alo. Điếc ngang hả? Mày có giữ cái mày có giữ cái dao nào không? Nghe tới dao. Nghe tới dao điếc ngang. Em có thằng nè. Rồi rồi. Chị đưa ra cho AB giữ đi. Không, đưa cho đưa cho không không AB có rồi, đưa cho Durin trai. Durin nghe em nghe nè. Đưa cái đó cho trời. Tâm đi với lại đưa con dao cho Tâm luôn đi Will. Cho anh em vậy. Đưa cho anh em về xài thử đi. Lấy đi Tâm, mày lấy cái dao chứ đi rồi này đưa cho bạn cái đồ rồi chung luôn đó, chung luôn đó. Hả? Ui da. Dao đặc trưng rồi. Tâm một phát là lúng bụng ngon lành nó chứ nha. Đó. Dài. Thì bây giờ tôi nói đó, giờ trên bạn lấy súng rồi đúng không? Đó. Đúng rồi, tôi lấy rồi. Bây giờ trên cánh bờ Tây mình là câu chuyện khác rồi đó. Đó tôi nói trước với anh em vậy thôi, còn về chuyện này nọ đồ tôi nghĩ là để về tôi bàn tính lại coi giá cả cái thứ đồ sao. Dùng một số móng thì cứ qua gặp Giang thôi đúng không Giang? Đúng rồi. Ok. Thì tôi nghĩ á, nếu như mà số móng này á, tôi nghĩ trước mắt tôi chắc chỉ có làm giao dịch với lại mấy anh em phía bờ Tây mình thôi. Bên 420 nè, xong rồi bên Phan Gang đồ nè. Bên phía bờ Tây này còn một nhóm nữa. Còn một nhóm nữa là tụi Bách Du. Mà tụi đó tôi vẫn chưa có nghe ngóng được gì về tụi nó sao hết. Rồi ra tôi cũng không có muốn mà nếu như buôn bán súng mà đưa cho tụi nó cả. Tại vì không có muốn buôn bán súng là chỉ bán cho những người nào mà anh em thực sự độ á, biết tụi nó cách chơi tụi nó như thế nào, cách sống nó như thế nào á. Chứ còn mà bán cho chàng Lan cho mấy hàng độ á nhảm cặt thì lại độ á lại làm một khiến nó đi nó nhìn lỏ quá, nó dùng súng nó làm độ á những chuyện nó tào lao mới lao quá. Cái đám Bách Chu đó thì hôm nay tôi có nghe ngóng được là tôi nghe anh em nghe ngóng được á là tụi nó lấy cái hút ở bên chỗ ngay kế sân gôn á. Thì ngày hôm nay là tôi có nghe nói đâu là láng thoáng là tụi nó hình như tụi nó dàn cảnh để mà tụi nó cướp một thằng BD thì phải. Ừ, tôi có nghe nói là tụi nó dàn cảnh như là bắt cóc, sau đó bắt cóc mà toàn đụng á, nó chẳng hạn như là nó giống như tôi đi trang xúc là cùng anh em xong đụng á, tôi dàn cảnh bắt cóc lồn đi trang xúc xong gọi BD lên xong nã BD à. Mà cái bắt cóc đó lại là đụng á, tôi liên xúc cùng mặc bộ đồ giống nhau luôn xong bắt cóc nhau ba. Đẹp mẹ. Là mấy người màu cam, là mấy người màu cam đúng không? Quê. Đúng rồi. Đó thì tôi nghe nói gì đó thành ra là tôi cũng đây. Mẹ hồi nãy nó qua nó kiếm tôi. Nó nói là bên tôi có súng không, bán cho tụi nó. Trong người tôi cũng đếm với tụi nó là ai cho nên tôi để cái giá hơi trên trời. Tôi nói là ông có suy nghĩ đi, được thì mua không được thì thôi. Tại cũng mình cũng không có nhất thiết là mình phải bán cho tụi nó. Mà giờ nghe câu chuyện này thôi chắc cho cút mẹ luôn. Tào lao. Bán chỉ bán cho ai có nét mình nhìn thấy được thôi, chứ còn mà bán người nào không bán thì nó lại thành đụng á. Thành phố thì đâu phải thành phố tội phạm đâu mà. Đúng rồi, nó phải có tên tuổi, nó phải có ấy chứ. Không phải tên tuổi, cố gắng lên, phải cố gắng lên. Chung là phải chơi, phải có nét. Đúng rồi, phải cố gắng lên. Trên mặt mới bán súng được, bán tào lao không được. Tôi thì đó, cái ý của tôi là vậy đó, thì trước mắt chỉ có như đó thôi, còn mà ở dưới ngoài ra còn mấy bên khác nào mà họ cảm thấy họ cần thì họ tìm đến mình thôi. Đó là vậy đó, tôi chốt với anh em cái chuyện đó thôi.
mà anh em cho tôi nắm sơ sơ đi, tại vì tôi muốn biết được cái điều đó, tôi phải cũng phải biết được gọi là về cái thị trường đó thì bây giờ Tâm có tiện không, nếu như mà Tâm bứt bịch cho tôi cái giá mà anh em mua của một cây súng không? Là cây gì? Ghê, mua được nhiều cây lắm hả? Thì mỗi cây nó mỗi giá mà. Ngoài chợ không à, cây côn đi. Thôi bây giờ mình cứ thẳng nhau đi. Giờ côn rẻ nhất mà tụi tôi lấy được là 20. Là siêu nó bao nhiêu? 100. Thôi Glock mình khỏi bạn ha, tại vì Glock bây giờ là... Glock cầm Glock phiền chích mẹ là tôi nói thiệt luôn. Đúng rồi, của tụi chính phủ anh em mình đừng nên cầm. Kệ mẹ nó đi. Nó cũng không có đáng bao nhiêu nữa. Đúng rồi. Tôi nói là sau này á, là sau này tất cả các bên chúng ta đó là chúng ta sẽ gần, chúng ta đang đi trên cái hành trình gọi là loại bỏ dần dần code con với lại Glock ra khỏi độ má cuộc chơi của mình á. Tại vì độ má con với Glock là đều có độ má súng, nó là chỉ có độ má bên tụi bên BD nó tuồn ra thôi, mà mẹ nó có series các thứ đồ trên đó mà nó phiền phức sau này lắm. Nó phiền phức lắm. Bây giờ mà độ má chưa làm căng nữa chứ giờ thử mà độ má BD mà thử bắt được chẳng hạn thó được một thằng chẳng hạn thó được tâm mì đủ má cầm cây cốt cầm cây con mà đủ má có số xe đi cho nó là điều tra ra cái một luôn á chứ điều tra ra là bi nào xong rồi đủ má nó điều tra ra tới nữa tâm mì đủ má làm việc ở đâu này nọ cái thứ đồ hai cây này của em đều có xe đi nè MP5 lẫn cây con luôn thì đó nói chung là súng ống mà của BD là đều có một cái mã số series hết đều có số series trên đó mà tại đó chỉ có BD tao mới có giấy phép tao mua được thôi mà thành ra đủ má sắp tới mà mình tôi nghĩ là nên loại bỏ bớt dần dần nó ra khỏi cái cuộc chơi mày nó mày nghĩ sao AB nghĩ sao Tâm hai anh em nghĩ sao? Tôi thấy hợp lý mà. Hợp lý mà. Tại vì bây giờ đừng có làm cho mọi người có một cái suy nghĩ là cứ muốn có súng là đè mấy thằng bia đi ra nữa. Đúng rồi. Trường hợp cấp bách lắm thôi chứ giờ cấp bách lắm thì mình tôi nói thí dụ là mình đi thôi chứ đừng có lấy. Ờ. Bắt đuổi thôi. Chứ độ mới bây giờ sắp tới độ mới thằng nào cũng độ mới đi thằng nào cũng thói trong người một cái doanh nghiệp mà độ mới toàn ăn rồi toàn xài đồ của BD tuồn ra mà nó cũng hơi lỏ xong rồi cầm bắt lại đi nữa đủ nó hơi lỏ nên ra tôi nghĩ là bây giờ để tụi tôi sắp xếp lại cái giá cả thị trường tại vì cái mấy món đồ chơi này nó cũng hơi oằn tà lằn một chút xíu thành ra tôi bây giờ tôi sắp xếp lại giá cả thị trường để mà đưa ra một cái mức giá nó phù hợp hơn cho anh em. AB nghĩ là từ 20 tới 25 là đẹp á Giang. Thì để tao phải coi lại được là bây giờ cái giá trị đầu vào nữa. Bây giờ bạn cứ tính được cái vốn của bạn bỏ ra là bao nhiêu đi thì từ đó bạn mới tính lên được cho nó dễ. Chứ còn bây giờ cái vốn tụi tôi bỏ ra nó cao lắm bạn. Thì đó. Cho nên là bạn phải tính được cái giá vốn đó rồi bạn mới tính lên rồi bạn còn tính lời vô đó nữa. Giá vốn đó là bao gồm cả vốn vật liệu cũng như là vốn công sức làm luôn á. Với lại từ đó bạn mới tính lời lên. Với lại sau này cái bãi bây giờ cái bãi rã xe á, bãi rã xe đó bây giờ sau này á cái tôi nói là bữa tôi đã tính rồi, tôi đã ướng chừng là tầm 1-2 ngày nữa tôi có nói với anh em là chuyện mà bãi rã xe nó nhộn nhịp á thì bắt đầu từ hôm nay là bãi rã xe nó nhộn nhịp rồi đó, nó có tại vì nó có nhiều thứ lắm nên thành ra nếu như mà anh em bên phía bờ Tây này á, nếu như anh em có nhã hứng anh em muốn gọi là anh em muốn nhã hứng anh em muốn làm rã xe á, thì anh em cứ làm đi rồi tôi sẽ phê với anh em về vụ tiền bạc nguyên liệu á xong cứ đem qua tôi đi nếu anh em muốn làm thêm cái nghề tay trái đó nữa. Ok à, hiểu mà vậy hiểu mà đó nó là một cái dòng xoay vòng mà chắc tôi cũng không phải nói sâu hơn cái vật liệu đi vậy đâu chắc tôi cũng phải nói sâu hơn đâu chắc anh em cũng hiểu rồi đó tôi nghĩ chắc anh Tâm cũng bây giờ đoán lờ mờ đó rồi đó rồi ok à. Hiểu nhau hết rồi, giờ còn gì nữa không? Rồi, hết rồi đó, giờ còn có nhiều đó vấn đề thôi. Ừ, tôi cũng hết ngày hết giờ rồi, chắc là tôi đi trước. Ừ, như đó thôi, anh em mình cũng như đó là đủ rồi. Rồi. Rồi, ok, gặp anh em sao? Ok, gặp anh em sao? Ok. Hãy lên gì mới. Ê, tao bị hai cái súng này nặng quá, sợ quần súng. Má, nó này anh em 420 có đồ mới đẹp ghê vậy. Trời ơi, nó cũng phải... Chứ bây giờ để bộ đồ trắng ra, mỗi mốt tôi với bạn ra đường biết ai là ai. Đúng rồi.
Nhưng mà nãy ABC... đồ đen vậy rồi mà quá vẫn bị lậm lộn rồi, thiệt con chán. Không, tại vì nó tối các bạn không? Trời nhìn nó tối quá. Ballad, nhìn nó cứ ballad á tao. Ủa, cũng hơi bắn nhầm đó. Nhầm. Mày có này mình chỉ làm này không? Mình có làm trang phục bikini đồ không? BC. Đi chú. Ý là tao muốn coi tao, ý là tao thích coi mấy cái nó mút mát xíu mà. Bye anh em, bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tâm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tâm tới thời điểm này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người.